Ok, Hồng Lê xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư và chúng ta lại gặp lại trong bản điểm tin tối thứ sáu hàng tuần để chúng ta có những phân tích đánh giá lại tình hình thị trường trong tuần vừa qua, sau đó sẽ đi view qua một số các nhóm ngành. Và cuối cùng thì Hùng Lê cùng với anh chị chúng ta sẽ đi trao đổi một vài ý về xu hướng thị trường ở trong tuần mới, tuần đầu tiên của tháng thứ năm. Thế thì Hùng xin phép khoảng 5 phút để chúng ta nói về chương trình Hành trình về miền Trung thân yêu. Thì đến tại thời điểm hiện tại là đã ngày 30 rồi, và ngày mai là ngày 31, tức là chúng ta kết thúc là hành trình 10 ngày, 10 ngày để chúng ta tiến hành quyên góp ủng hộ. Và cái thời gian của chương trình chủ của quyên góp ủng hộ chúng ta sẽ kết thúc vào 20 giờ tối ngày 31 tháng 10, tức là tối ngày mai. Thì chúng ta sẽ tất cả mọi cái sự đóng góp, nếu các anh chị trên cộng đồng chúng ta có đóng góp thì chúng ta đóng góp trước 20 giờ. Và theo cái số liệu cập nhật thì chiều ngày hôm nay thì Hùng cũng đã có cập nhật cho các anh chị trên cái phần 2 của hành trình về miền Trung thân yêu. Đó là cái hành trình để chúng ta chuẩn bị đầy đủ hàng hóa, nhu yếu phẩm để hỗ trợ cho đồng bào miền Trung, cùng với một cái lượng tiền mặt. Sau khi mà chúng ta đã mua hàng thì cái lượng tiền mặt đó thì sẽ được ban tổ chức cầm vào và sẽ cấp phát cho bà con vùng lũ, những gia đình khó khăn. Thì đến 10 giờ sáng ngày 30 tháng 10 năm 2020, tổng số tiền quyên góp được của các cái tấm lòng của các anh chị, rồi của gia đình người thân của các anh chị, rồi của các cháu nhỏ là con của các anh chị, thì đã quyên góp được 297 triệu 615.825 đồng, có số lẻ đằng sau, bởi vì là nó khi chuyển khoản để mua hàng bên đơn vị Bixi thì nó sẽ phát sinh những cái phí giao dịch nên là cái số nó bị lẻ. Và trong đó thì anh Phan và những người bạn của anh tại Cộng hòa Liên bang Đức thì biết được chúng ta có tổ chức một chương trình như vậy, thì đã cũng có những cái hành động thiện nguyện ở tại Đức, và sau đó thì gửi về cho chương trình của chúng ta là 130 triệu đồng. Đấy, thì đấy là tất cả những cái số liệu mà được thống kê đến 10 giờ sáng ngày hôm nay. Và hành trình của chúng ta thì sẽ diễn ra đúng với lịch trình, đúng với kế hoạch, mặc dù đến thời điểm hiện tại thì ở miền Trung đang mưa đang rất là to. Thì trên cái tinh thần là sẽ cố gắng hết sức, và chúng ta sẽ đi để chúng ta làm đúng cái chương trình của chúng ta. Thì các anh chị trong đội tình nguyện thì cũng từ Sài Gòn cũng sẽ bay ra Huế, sau đó sẽ có một cái hành trình từ Huế về đến Quảng Trị. Đó, rất 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 nhiều những anh chị em đã ngoài cái câu chuyện là chia sẻ, ngoài cái câu chuyện là đóng góp tiền bạc, thì các anh chị cũng đã thu xếp công việc gia đình để hành trình của chúng ta về đến được bà con vùng lũ, về được với những gia đình khó khăn. Thì đấy là Hùng Lê chia sẻ cái câu chuyện về hành trình của chúng ta, hành trình về miền Trung thân yêu. Và sau cái bản tin này thì Hùng sẽ cố gắng làm ở trong một cái góc độ ngắn ngắn gọn nhất và đầy đủ nhất, và sau đó thì Hùng Lê sẽ thu xếp đồ đoàn và tất cả các cái thứ để mang theo hành trình. Và khoảng tầm độ 23 giờ đêm nay thì một chiếc xe tải thứ hai sẽ xuất phát từ Hà Nội. Chiều nay đã đi một xe và tối nay sẽ có một xe thứ hai. Cùng với đó thì gạo và tất cả các cái nhu yếu phẩm thì sẽ được tập kết tại thành phố Đông Hòa, Quảng Trị, và sau đó thì sẽ sang sang các cái xe nhỏ để chúng ta có thể đi về được các cái vùng sâu, vùng xa ở trong cái hành trình này của chúng ta. Vâng, thì đấy là tất cả những cái câu chuyện Hùng chia sẻ về hành trình của chúng ta. Và bây giờ thì chúng ta sẽ có một vài các cái đánh giá rất là ngắn gọn về thị trường của chúng ta trong tuần vừa qua. Thì ở bản tin video số 127 thì Hùng đã có phân tích và đánh giá thị trường chứng khoán Việt Nam tuần từ ngày 26 đến ngày 30 tháng 10. Ở trong đó thì chúng ta có đưa ra các cái vùng mà VN Index dự chỉnh và VN30 cùng với phái sinh dự chỉnh để một cái hành trình mà chúng ta đang trên một con đường phân tích. Trên một con đường phân tích đó là VN Index của chúng ta đi về vùng 970 đến vùng 975 điểm. Ở VN30 thì đi về vùng 945 đến vùng 950 điểm, và VN30F1M, tức là hợp đồng phái sinh, cũng tương tự như vậy, là đi về vùng 945 đến 950 điểm, tức là một cái hành trình của chúng ta đang phân tích các cái mốc gọi là cái mốc M3, là cái mốc kháng cự của trong bản tin tuần. Và các cái điểm hỗ trợ mà chúng ta có đưa ra đó là VN Index ở vùng 995 điểm, đúng không ạ? Phái sinh
VN30 tích lũy ở vùng 925 đến 930, cùng với đó là phá trinh. Và các anh chị có thể nhìn thấy đây là những cái điểm, đây chính là cái hình mà tích lũy. Và trong tuần vừa qua thì cái kịch bản, cái câu chuyện là thị trường của chúng ta đến từ cái bước ngoặt nào, đó là đến từ cái bước ngoặt của ngày thứ hai. Ở ngày thứ hai là một phiên giao dịch mà thị trường đã giữ rất nhiều cái sắc xanh ở trong phiên sáng, cho đến khi VN Index của chúng ta tiệm cận về vùng 970 điểm. Đây, tiệm cận về vùng 970 điểm thì các anh chị có thể nhìn thấy đây là cái mút ở trên cùng, thì ngay lập tức là cái lực bán đã bắt đầu xuất hiện rất là mạnh từ đây, và bước ngoặt đến từ VN Index của chúng ta tiệm cận về vùng kháng cự mạnh 970 điểm đến vùng 975 điểm. Và cũng hoàn toàn tương tự khi mà VN Index, vì VN Index nó đến sớm hơn so với VN30, và VN30 của chúng ta cũng đi vào cái vùng 940. Đó, và trong cái dự kiến của chúng ta là VN30 sẽ đi về khoảng vùng 945 điểm. Như vậy là nó cũng cách cái mốc của chúng ta dự báo rất là sát. Và đặc biệt là chỉ số phái sinh. Chỉ số phái sinh là một cái bước ngoặt đến từ trong phiên ngày thứ hai. Đây các anh chị. Đó là cái chỉ số này đạt được đến cái vùng mắc của trong một cái nhịp của chúng ta phân tích, đó là vùng 945 điểm đến vùng 950 điểm. Và với phái sinh thì chúng ta có thể nhìn ở trên cái chen M5 đấy các anh chị. Đó, thì cái bước ngoặt của chúng ta đến từ phái sinh, tức là đến từ vùng 950 điểm ở đây, đến từ vùng 955 điểm ở đây, và đây chính là một cái điểm cao nhất của phái sinh. Vậy thì cái cục diện của phiên thứ hai nó hội tụ hai yếu tố: phái sinh đi về cái vùng cao nhất trong mốc M3, trong mốc M3 chúng ta phân tích, đó là vùng 950 điểm trong một cái chen long. Đó, một cái chen long mà chúng ta phân tích từ dưới này. Đó. Và VN Index của chúng ta về vùng 970 điểm, thì hai cái yếu tố đó hội tụ lại cùng với VN30, thì VN30 chưa đạt đến vùng 945 điểm nhưng nó cũng đã vượt lên vùng 940 điểm rồi, thì đó là vùng kháng cự rất là mạnh. Thì hội tụ bởi những yếu tố đó thì thị trường của chúng ta đã có một phiên rơi. Đó, nhưng bản thân cái phiên rơi của ngày thứ hai thì nó chưa xấu. Mặc dù là trong cái kịch bản mà chúng ta có đề cập đến là vùng 955 điểm của chúng ta là chưa xấu. Và nhìn khi đó thì cũng có phân tích và có đánh giá lại có đánh giá lại cái phiên của ngày thứ hai ở trên cái room không chat 120 trong đây 4 ngày trước đây. Đó, thì trên cái góc độ về mặt kỹ thuật, tức là VN Index đóng cửa trên cái ngưỡng dự test của chúng ta là gần như là các cái chỉ số này nó bị âm hơn so với cái vùng dự báo. Tuy nhiên trên góc độ kỹ thuật thì cái mốc này nó bị phá chưa bị xa so với bản tiến phân tích tuần. Đó, và chúng ta phải chờ xem là thị trường của chúng ta có lấy lại được các cái mốc kháng cự hay không, các cái mốc hỗ trợ của chúng ta hay không. Và dự kiến các cái ngưỡng có thể test cung của trong cái phiên ngày mai. Đó, thì cũng đã đưa ra một số các cái ngưỡng ở đây. Và trên cái biểu đồ xu thế về mặt tâm lý thì cái tín hiệu đảo từ trend long, trend chưa xuất hiện cái tín hiệu đó. Và chúng ta cần quan sát thêm thị trường ở một cái phiên giao dịch tiếp theo. Đó. Và bước ngoặt tiếp theo đến từ phiên ngày thứ 3, thì kết thúc phiên giao dịch ngày thứ 3 thì Hùng Lê tiếp tục có những cái phân tích. Đó, có những cái phân tích đây. Hùng tiếp tục có những cái phân tích về mặt các cái chỉ báo kỹ thuật, sau đó thì có đánh giá một số các yếu tố về chỉ số Dow Jones, chỉ số và chỉ số chứng khoán châu Á. Đó, và trên cái biểu đồ tâm lý thì phiên giao dịch hôm nay bắt đầu có cái dấu hiệu là trend long tạm dừng, tức là kết thúc phiên giao dịch ngày thứ 3 thì Hùng đã nhận thấy rằng là cái trend của thị trường, cái trend long mạnh của thị trường nó không còn nữa và nó bắt đầu dừng lại, tức là cái phiên này là cái phiên mà xuất hiện một cái tín hiệu chớm của thị trường. Đó là gì? Đó là anh hết long rồi và anh sẽ bắt đầu đi vào một cái trạng thái đi ngang và chỉnh giảm. Đó, và cái câu chuyện là cái sóng tăng đã kết thúc hay chưa thì chúng ta cần phải chờ, nhưng kết thúc phiên giao dịch ngày thứ 3 là chúng ta có trend long tạm dừng và thay vào đó là xu thế đi ngang và chỉnh giảm. Đó, thì cái phiên thứ 3 là cái phiên mấu chốt vấn đề của thị trường, và sau đó thì cũng có đánh giá các cái ngưỡng về mặt kỹ thuật, và chung quy lại và tổng kết lại đó là thị trường đang bước vào một giai đoạn rất là khó khăn, và các tài khoản cầm margin thì ngay lập tức là chúng ta cần phải xử lý, để chúng ta hạ những cái tỷ trọng để đảm bảo cái tỷ trọng, và các cái tài khoản tiền mặt thì chúng ta cần chờ những cái tín hiệu xác nhận hơn. Và trong cái phiên ngày thứ tư
trong cái phiên ngày thứ tư thì về mặt bản chất là trong phiên ngày thứ tư là chúng ta có cả một phiên giao dịch sáng. Cả một phiên giao dịch sáng là gần như là thị trường của chúng ta nằm ở trong một cái biên co hẹp rất là mạnh, rất 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 là hẹp ở trong một cái biên biên độ, bởi vì là khi đó thì Hùng có nhìn thấy cái biên độ, và đến 14 giờ thì Hùng tiếp tục đánh giá rằng buổi sáng là có những cái nhịp hồi, nhưng nhịp hồi là nó không thuyết phục, và đến 14 giờ thì Hùng tiếp tục đánh giá là thị trường đang giao dịch rất là xấu. Về các cái kịch bản short của phái sinh thì khả năng là sẽ vùng 950 khó khó giữ, thì sẽ sọt về đâu đó khoảng vùng dự kiến ở vùng 900, nhưng mà kết thúc của cái phiên này nó sọt về 9 800 890 897 điểm, tức là nó đâu đó nó sâu hơn cái mốc này khoảng tầm 4 5 điểm gì đó. Và phiên giao dịch ngày thứ tư và cho đến 14 giờ thì cũng xác nhận rằng là cái thị trường của chúng ta là xấu, và thế chân vào đó là tích lũy giảm và chỉnh làm. Và trong những cái nhịp giảm tích lũy ngắn thì Hùng có đánh giá là thường là phải 5 phiên giao dịch, và chính vì vậy là chúng ta không vội vàng bắt đáy. Tức là cái câu chuyện bắt đáy là nhiều nhà đầu tư rất là hay hăng hăng máu trong những cái phiên mà thị trường biến động mạnh đó, thì chúng ta rất hay bắt đáy, và chúng ta cần chờ ở những cái tín hiệu mà xác thực của thị trường nó rõ ràng hơn. Và tại cái thời điểm đó, tại thời điểm 14 giờ thì thị trường chưa bị giảm sâu các anh chị. Và đâu đó sau khi mà Hùng nhớ là sau khi mà Hùng up cái tin ngắn này lên đó thì thị trường đã bắt đầu bị bán tháo, và cái đà bán tháo đầu tiên đó là do ông Vích ông ấy giảm, và sau đó thì các cái trụ của chúng ta các cái trụ của chúng ta đã có những cái giảm rất là mạnh. Và cách đây 2 ngày, tức là đến ngày thứ năm đúng không, à ngày thứ tư, đến ngày thứ tư đúng không, đến ngày thứ tư kết thúc phiên giao dịch ngày thứ tư thì Hùng đã có những cái trao đổi, và đến kết thúc phiên giao dịch ngày thứ tư thì Hùng đã có lúc đó là khoảng tầm 22 giờ ngày 28 tháng 10, thì Hùng đã có một vài ý trao đổi về thị trường. Tức là đối với chỉ số chứng khoán Mỹ thì mọi người đang lo cái mô hình V kép, thì mô hình V kép nó thể hiện ở trên cả ba cái chỉ số Dow Jones Future và S&P 500 đó. Và thêm nữa thì cái thị trường chứng khoán châu Á cũng đã có một tuần giảm điểm rất là mạnh, và Việt Nam thì cũng không nằm ngoài cái câu chuyện đó. Và có rất là nhiều ý về dự báo về những cái điểm về tọa độ của VN-Index. Và cái ý thứ ba là có cái câu chuyện là mọi người đến cái giai đoạn là bắt đầu vào cái trạng thái hoảng loạn, tức là phiên ngày thứ tư giảm rất là mạnh, thì mọi người bắt đầu là cứ liên tục hỏi Hùng là bây giờ có bán cổ phiếu không, có bán không, thì tại sao chúng ta lại phải bán ở những cái thời điểm như vậy. Thì đối với các cái tài khoản margin thì Hùng đã nói rồi, tức là khi thị trường của chúng ta chớm xấu, và bản thân là cục diện là nó đến từ cái phiên ngày thứ hai, là tất cả gần như bộ ba chỉ số, nếu như VN30 mà đạt lên vùng 945 nữa thì bộ ba chỉ số chúng ta đạt về vùng kháng cự, và chính vì việc đạt vùng kháng cự nên là cái câu chuyện chỉnh giảm nó rất rất là bình thường của thị trường đó, chứ không phải là, tất nhiên là nó có những yếu tố tâm lý của bên ngoài, nhưng thị trường của chúng ta gặp những cái điểm đó thì bao giờ nó cũng thế, cổ phiếu gặp cái ngưỡng target và thị trường gặp cái ngưỡng 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 kháng cự, hoặc là những cái ngưỡng target mà chúng ta phân tích, thì tất cả nó đều vận hành theo một quy luật chung, đó là thường là sẽ giảm chỉnh giảm lại sau đó. Còn vấn đề là nó chỉnh giảm như thế nào thì chúng ta lại cần phải xem những cái tín hiệu trong ngày. Thì ngay từ lúc mà phiên ngày thứ ba thì đã có những cái cảnh báo là chúng ta nên hạ cái tỷ trọng margin để chúng ta đảm bảo cái an toàn. Còn đối với những cái vấn đề mà chúng ta bắt đáy thì Hùng cũng đã nói rồi, đó là chúng ta cần phải chờ có khi mà thị trường có những cái tín hiệu đảo pha. Và cái câu chuyện là thị trường đã giảm á, thì thường thường nó sẽ giảm khoảng 5 phiên, và đến cái phiên hết cái phiên ngày thứ tư thì lúc đó là rất nhiều anh chị hỏi là bán, thì câu chuyện là chúng ta đã ôm đến hết ngày thứ tư thì chúng ta sẽ chờ, với có 2 lý do. Lý do thứ nhất là thông thường một cái nhịp giảm ngắn hạn thì nó khoảng tầm độ 5 phiên, thế thì chúng ta có phiên ngày thứ hai, phiên ngày thứ ba, phiên ngày thứ tư rồi đúng không ạ, thì như vậy là chúng ta đã có 3 phiên rồi, thì chúng ta sẽ còn khoảng 2 phiên giảm nữa đó. Thì cái câu chuyện là đã ôm cổ phiếu đến hôm nay thì ôm nốt đến phiên ngày mai và phiên thứ sáu, chờ đến phiên ngày thứ sáu đó, cái câu chuyện nó là như vậy, chứ chúng ta lại bán vào cái điểm phiên ngày thứ 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 thứ, thứ tư à, thứ năm đúng không, phiên ngày hôm qua thì phiên ngày hôm nay thị trường nó lại hồi đó, câu chuyện nó là như vậy. Thì chúng ta bán là chúng ta phải bán cái lúc mà thị trường tiệm cận gần đến với cái mốc kháng cự
Đó, và khi cổ phiếu mà chúng ta đang lãi thì cái câu chuyện là khi nào bán cổ phiếu thì cũng đã có chia sẻ với các anh chị ở trên room rồi và chia sẻ rất nhiều lần. Ví dụ như là lúc chúng ta đang lãi 100 triệu, cái tiền lãi của chúng ta còn có 80 triệu, tức là chúng ta bị mất lãi 20%, hoặc là cổ phiếu đang lãi đó, một cái mã cổ phiếu A nào đó đang lãi 10 triệu nhưng mà sau đó cái lãi nó tụt xuống còn 9 triệu, chúng ta cần phải chết rồi, thị trường có vấn đề rồi. Cái lãi nó tụt xuống còn 8 triệu, ok chúng tôi bán để giữ lại 8 triệu đó. Ví dụ như vậy, thì khi nào bán cổ phiếu thì đấy là những cái câu chuyện mình đã có những cái chia sẻ rất là nhiều ở trên room. Thì đấy là tất cả những cái diễn biến của thị trường trong tuần vừa qua, và trong tuần vừa qua thì là một cái tuần mà thị trường của chúng ta có những cái diễn biến rất là khó lường. Đó, và mấu chốt vấn đề của chúng ta đi đến đó là phiên ngày thứ hai khi VN chạm vùng kháng cự 970-975 điểm. Phái sinh thì lên đúng cái mắc cao nhất trong cái mốc phân tích trend long M5, đó là vùng 950 điểm đó, cùng với cả VN30 và cùng với hội tụ, đó là cái sự sự khó khăn chung của thị trường thế giới, nên là VN Index của chúng ta đã có một tuần đổ khá là dài. Cùng với đó thì phái sinh nó cũng sẽ thành một cái trend sọt ở đây thôi, và tí nữa thì Hùng sẽ đi phân tích sâu hơn cái điểm tỷ bật của phái sinh ở đây, cái điểm tỷ bật của phái sinh ở đây trong cái phiên giao dịch của ngày hôm nay ở vùng 890 đến vùng 895 điểm. Và vì sao Hùng lại nói đến cái phiên thứ sáu là chúng ta chờ đến phiên thứ sáu, nếu bán thì sẽ bán sau phiên thứ sáu đó, tức là đã ôm đến đến đây rồi thì nếu mà muốn bán thì phải bán chờ sang phiên thứ sáu để chúng ta chờ những cái xu hướng xác nhận của thị trường, và có thể những cái bước ngoặt của thị trường nó bắt đầu đến ở phiên ngày thứ sáu của chúng ta trong phiên ngày hôm nay. Cùng với đó là nó có thể có thêm 1 đến 2 phiên nữa trong phiên ngày thứ hai và trong phiên ngày thứ ba của thị trường tuần tới. Thì trong hai phiên đó thì ông Lê đang ở Quảng Trị, chính vì vậy nên là chúng ta sẽ không tương tác được với nhau, và hy vọng là chúng ta đúng cái lịch trình, không bị kẹt lại ở Quảng Trị vì mưa lũ. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ đi phân tích sơ bộ một số các mã cổ phiếu, các nhóm ngành các anh chị nhé. Sau đó thì Hùng sẽ có một vài ý để chia sẻ, và bản tin ngày hôm nay thì Hùng sẽ làm ngắn gọn hơn bởi vì là Hùng còn chuẩn bị một ít đồ đoàn để tí nữa chúng ta lên đường. VIX, đối với VIX trong cái giai đoạn hiện tại đây thì chúng ta cũng có đề cập đến một cái vùng test cung của VIX ở vùng 96.5, không gãy thì xu hướng là VIX sẽ kéo về lại vùng 110. Trong tuần thì VIX đây là phiên ngày thứ hai gần kéo về được đến đó, và sau đó thì đã bị tụt theo thị trường và nó dò tìm lại cái vùng có thể chỉnh lại của VIX, đó là vùng 98.5 đến vùng 100. Không gãy phiên ngày thứ năm giao dịch khá là tích cực, và phiên ngày thứ sáu thì VIX đã có một lực cầu tương đối ổn trên gần 900.000 cổ phiếu được khớp lệnh trên sàn, và giá thì đang hướng lại vùng 110. Các điểm mua thì không khuyến nghị. Vinhome, bản thân Vinhome trong giai đoạn vừa qua, trong những cái tuần mà chúng ta phân tích, đây là ngày 23 bắt đầu bản tin phân tích tuần, thì Vinhome đang có một cái vùng hỗ trợ ngắn ở đây là vùng 75 và vùng kháng cự ở đây là vùng 81.5, và hiện tại thì Vinhome đang vận động ở quanh cái ngưỡng này. Thì thường thường những cái sự vận động này ấy, thì chạm thường thường là chạm hỗ trợ thì chúng ta mua, ví dụ như chạm 75 thì chúng ta thăm dò, ví dụ một ít như vậy. Sau khi hàng về T3 mà Vinhome tiếp tục tăng đó thì chúng ta có thể mua thêm một cái lượng hàng bằng cái lượng hàng mà chúng ta đang nắm giữ. Đấy là cái cách mà chúng ta cái cách mà chúng ta tương tác. Rồi, ở VRE trong ngắn hạn vùng kháng cự 29 thì nó cũng đã đạt được ở trong phiên ngày thứ hai. Và chính vì nó đạt được cái vùng kháng cự này và nó cũng rơi cùng ở trong phiên ngày thứ hai, mấu chốt vấn đề nó bắt nguồn từ cái phiên thứ hai, và sau đó thì đương nhiên khi mà VRE bị mất nốt cái biên hỗ trợ dưới, đó là biên 28, thì VRE sẽ rơi, và điểm rơi đầu tiên đó là nó sẽ rơi về vùng 27, gãy vùng 27 thì nó sẽ rơi về vùng 25. Tiếp tục gãy, nếu như gãy vùng 25 thì nó sẽ rơi về đâu, đó là nó sẽ rơi về vùng 19, 18.5. Xin lỗi cả nhà, nó sẽ rơi về vùng 23 trước, về vùng 23, và vùng 23 mà gãy nữa thì lúc đó mới rơi về những vùng tiếp theo. Thì với quan điểm là khi mà cổ phiếu bị lao như này, các anh chị tuyệt đối chúng ta không nên bắt đáy, chúng ta sẽ chờ. Và chờ đây đó là chúng ta sẽ chờ xem là VRE, cái sự ổn định của VRE ở cái vùng 20, ở đây là vùng 25 đến vùng 25.5 ở đây. Chúng ta xem, kiểm tra xem cái vùng này nó có ổn định hay không. Rồi. Rồi Sabico SAB. Sabico trong thời điểm hiện tại, trong quan sát 2 tuần gần đây thì gần như cái động lực của nó cũng không có nhiều, và cái sự vận động của nó ở trên vùng 180
Và mắc ở đây ở vùng 195, và cổ phiếu này thì nó cũng mang tính chất là đỡ nhịp thị trường thôi. Vinamilk ngày hôm nay có một cái lực mua của phiên ATC đó. Nhưng trên cái góc độ về mặt kỹ thuật, trên góc độ về mặt kỹ thuật đúng không ạ? Ông đã có đề cập với tất cả những anh chị em của chúng ta ở đây, đó là vùng hỗ trợ của Vinamilk sẽ được tính ở khoảng vùng 105 đến khoảng vùng 106. Về vùng này, tức là chỉnh test về vùng này thì Vinamilk sẽ có cơ hội đánh về đâu đó khoảng vùng 115, và trong tuần thì Vinamilk cũng đúng cái phiên ngày thứ hai nó chạm về vùng 112, tức là mấu chốt vấn đề của thị trường của chúng ta xảy ra ở trong phiên ngày thứ hai rất dễ dàng nhận biết, đó là khi thị trường gặp những cái vùng kháng cự mạnh đúng không ạ, thì chúng ta bán thôi. Đó, chúng ta đang có lãi thì như vậy là chúng ta nhìn thấy những biến động đấy, chúng ta bán thôi. Bán giữ lãi còn hơn là bị lỗ và còn hơn là bị mất lãi. Thì sau đó thì Vinamilk lại như thế nào? Đó thì mất những cái vùng vùng kháng cự đây, về đỉnh đây, Vinamilk lại rơi lại về vùng hỗ trợ của nó là 105 đến khoảng vùng 106. Thì trong tuần phiên ngày thứ năm cũng rơi vào biên này, phiên ngày thứ sáu thì suýt soát rơi biên này và đang kéo lên vùng 108. Thì trên quan điểm góc độ kỹ thuật đó là Vinamilk hình thành cái nền tích lũy đây, và từ cái nền này thì xu hướng lại đánh về lại vùng 112, vượt 112 thì mục tiêu của Vinamilk vẫn đi về vùng 105. Và trong cái thời điểm hiện tại thì Vinamilk vẫn là một cái trụ kéo của thị trường, trên trend kỹ thuật thì Vinamilk vẫn đang khá là ổn ổn định. Rồi ngành hàng không các chị, VDC. Về quan điểm của ngành hàng không nó là gì? Nó là một cái ngành mà không được ưu ái cho năm nay do dịch Covid, vì vậy nên là chúng ta chỉ phân tích và không có, các anh chị cũng không nên đầu tư. Với cái quan điểm hiện tại đối với VDC thì VDC đã rơi lại về cái vùng nền ở đây, đó là đâu đó các anh chị có thể xem lại cái vùng nền này đó, sẽ rơi lại ở đây và nó sẽ có thêm rất nhiều phiên để test tích lũy ở đây nữa, chứ khi mà VDC đã bị rơi ra khỏi vùng 103 thì như vậy nó cũng sẽ khá là ẩm ương. HVN ở đây, ok, HVN ở đây thì chúng ta có thể thấy rằng là HVN đang chỉnh giảm lại về vùng 25, vùng hỗ trợ ở đây, vùng 24 đến vùng 25, và trên quan điểm góc độ kỹ thuật thì HVN cũng không có nhiều cái dư địa để tăng trưởng anh chị, trong một cái mà xu thế như vậy thì khả năng là nó sẽ có những nhịp hồi đập ở đây, và sau đó thì nó sẽ có những nhịp phá vùng 24. Là cổ phiếu ACV. Đối với ACV, đây trong một cái nhịp mà chúng ta có dò tìm cái vùng giá hỗ trợ của ACV vùng 61 đến vùng 62, ở biên trung bình là vùng 61.5 rồi. Và từ cái biên này thì chúng ta cũng có thể thăm dò, nói chung có thể thăm dò. Tuy nhiên trên góc độ kỹ thuật hiện tại là dòng tiền đang cắm đầu đi xuống. Dòng tiền đang cắm đầu đi xuống thì thường là cổ phiếu nó sẽ thiên về cái kịch bản tích lũy và chỉnh giảm hơn. Đó, còn chờ khi nào mà dòng tiền mà có cái tín hiệu mà đi lên, đúng không ạ? Cổ phiếu AST, mọi người có hỏi là AST sao bị rơi mạnh thì nó có hai lý do. Lý do thứ nhất đó là cái phiên ngày thứ ba, sau một cái phiên mà không thực sự tích cực đây, phiên ngày thứ ba chính là phiên mà cổ phiếu này bị mất biên 49, gọi là mất biên hỗ trợ. Thì như vậy là xu hướng khi mất biên hỗ trợ thì nó sẽ rơi về những cái vùng hỗ trợ thấp hơn, đó là vùng 44 đến vùng 45.5 đó. Tuy nhiên trên 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 những cái góc độ là chúng ta tránh bắt những cái phiên như này, thường á, là cổ phiếu nó sẽ cái sự vận động nó giống như một quả bóng á, nó bật lên xong đó nó sẽ bật lại, và chúng ta sẽ xem những cái nhịp bật lại và những cái nhịp xây nền ở đây ổn định không đó. Ví dụ trong cái nhịp mà nó lên ở bên này các anh chị nhé, nó lên nhé. Đó, sau đó thì nó sẽ có những nhịp bật lại, và đây là những nhịp ổn định nền, và sau một cái nhịp ổn định nền nó thì nó có những cái cây nến xanh thoát nền, thì đấy mới là những cái điểm mua rất là đẹp đối với các cái mã cổ phiếu. Rồi, cổ phiếu BVH. Đối với nhóm cổ phiếu ngành trụ thì BVH cũng là một trong những yếu tố tạo lập của thị trường, và trong mục tiêu của chúng ta là BVH sẽ đi về vùng 58 đến vùng 60. Và cái mục tiêu này thì nó đã bị phá vỡ bởi phiên ngày thứ hai, đó là những cái điểm test kỹ thuật ở khoảng vùng 54 55 của BVH bị thất bại ở đây. Đấy là phiên ngày thứ hai, và đến phiên ngày thứ ba thì nó tiếp tục mất cái vùng, tức là cái vùng 53 ở đây. Đó, nó tiếp tục mất vùng 53 thì hệ lụy là sau khi mất đó thì một cái phiên giảm dài giảm mạnh như này nó sẽ đến thôi. Còn trên góc độ kỹ thuật hiện tại á, thì Ùng đang quan sát lại BVH ở đây, tức là cái này nó cũng chưa thể lên được đâu, nó sẽ một phiên xanh này nó sẽ test đi test lại ở khoảng vùng 48.5.
sâu nhất ở khoảng vùng 48.5, chúng ta sẽ xem những cái nhịp tích lũy ở đây, và chúng ta sẽ xem cung cầu ở vùng 48.5 đến khoảng vùng giá 49.5. Ở đây là cái vùng hội tụ về mặt kỹ thuật của BVH ở trong cái nhịp này, và cần phải quan sát thêm. Rồi, cổ phiếu Masan ở trong thời điểm hiện tại là có những cái điểm kéo trong phiên rất là kinh khủng, rất là kinh khủng. Và cái vùng hỗ trợ của Masan thì về bản chất là Masan là chúng ta có đề cập ở vùng đây là vùng 88 là vùng kháng cự, thì sẽ chỉnh giảm lại về vùng hỗ trợ của Masan là vùng 80, thì chúng ta thấy rằng có hai cây nến của phiên ngày thứ 5 và ngày thứ 6 đều tiêu về vùng 80, sau đó thì hút lên. Đó, thế thì trên cái góc độ kỹ thuật là bây giờ dòng tiền đang bắt đầu đi ngang, thì để chúng ta xem thử là có hay không một cái lực bắt quay trở lại về Masan. Nhưng trên thực tế là Hùng nhìn thấy cái vùng 80 là cái vùng hỗ trợ khá là tốt của Masan, thì những anh chị mà chúng ta đang có vị thế của Masan thì chúng ta có thể thăm dò thêm ở vùng 80. Đó, còn trường hợp nếu như Masan bị thủng gãy vùng 80 với một cái lực bán có thể là vùng 79 nên nó thấp hơn một tí. Đó, thấp hơn một giá so với vùng 80 thì chúng ta phải cắt lỗ, bởi vì như vậy là cái tín hiệu của chúng ta nó bị thất bại, đúng không ạ? Nó bị thất bại. Ok, Masan thì cơ bản là trend vẫn đang rất là đẹp và thường là kéo về ATC. MWG rồi, MWG đây các anh chị, sau khi mà MWG hoàn thành cái vùng 110 thì cũng có vẽ một cái nón như này để hàm ý là MWG nó sẽ giao dịch ở trên cái vòm này. Có hai phiên đầu tuần thì MWG tích cực, nhưng đến phiên ngày thứ tư thì gần như là nó cũng không chịu nổi nhiệt nữa. Thì nó đạp một phát thì đây nó lại về lại cái vùng hỗ trợ đây thôi, vùng 100 đến khoảng vùng 102. Đó, vùng 102 thì lại quay về hỗ trợ. Cái câu chuyện là như vậy, nên là rất nhiều những anh chị là sẽ bán ở những cái phiên này, sẽ bán ở phiên ngày thứ năm, đấy là bán vào cái trạng thái hoảng loạn. Đó, nhưng mà quan điểm của Hùng trong buổi tối ngày thứ tư thì Hùng đã nói rồi, đã ôm cổ phiếu đến qua ngày thứ tư thì ôm nốt đến ngày thứ sáu. Rồi các anh chị qua ngày thứ sáu thì các anh chị hãy bán. Đấy là điểm chốt. Đó, đấy là mẫu chốt của vấn đề, đấy là cái khóa, đấy là cái bản lề để giúp cho anh chị của chúng ta có những ổn định về tâm lý. Và tất cả những cái phân tích của Hùng thì Hùng có phân tích chia sẻ lên Zoom cộng đồng cho các anh chị đó. Thì MWG như vậy là ok rồi, nó lại đi về lại được cái vùng 104-105 đó, và cái vùng hỗ trợ ngắn ở đây. Thì như vậy trong cái tín hiệu ngắn hạn thì chúng ta cũng đã dò tìm thấy được là đáy ở quanh đây, đáy ở đâu đây rồi đó, đúng không? Đây nôm na nó là như vậy, đáy ở đâu đây rồi, câu nói rất là vui của nhiều anh chị, đáy ở đâu đây rồi. PNG rồi, PNG thì rất là tuyệt đó, PNG thì rất là tuyệt, lại quay về lại cái vùng kháng cự của chúng ta. Và có thể là phiên ngày thứ năm cũng rất nhiều những anh chị hoảng loạn và chúng ta bán đi đó, bán đi ở phiên ngày thứ năm. Thì không có gì cả anh chị, trong một cái nhịp mà chúng ta phân tích một sóng lên ở đây PNG, và sau đó thì sẽ có những cái điểm về mặt điểm chỉnh giảm về mặt kỹ thuật là PNG không gãy vùng 68.5 đó. Nhưng trong cái phiên của ngày thứ tư thì PNG gãy vùng 68.5, thì khi bán là chúng ta sẽ bán ở cái vùng mà có thể cổ phiếu sẽ bị vi phạm đây, chứ không phải là về sàn về đáy rồi sau đó, hoặc là chúng ta giữ một trong một phiên hoảng loạn để đến phiên sau chúng ta mới bán đó. Thì cái câu chuyện là chúng ta sẽ bán cổ phiếu thế nào thì chúng ta cần có những cái phân tích dự báo định lượng như vậy để chúng ta đó, và nếu bán thì chúng ta chờ đến phiên thứ sáu, sau phiên thứ sáu chúng ta bán đấy, thì có phải là đến phiên này bán thì lại ok rồi đó, PNG lại đâu đó gần vùng 7x. Lực mua của PNG hiện tại đang tương đối đẹp và tương đối ổn định. Tuy nhiên ở trên góc độ kỹ thuật thì khi mà chạm lại về đây thì chúng ta lại phải có những cái điểm trả kỹ thuật ở khoảng vùng 68.5 đó, khoảng vùng 68.5 ở đây. Thì phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba chúng ta lại phải canh lại cái vùng này đối với PNG. Chúng ta phân tích một số các mã cổ phiếu của nhóm ngành nhựa BMP, Bình Minh. Rồi, Bình Minh là có tuần trước là có khuyến nghị bắt ở cái vùng thấp ở đây, sau đó thì nó trần thì chúng ta trong kịch bản phân tích tuần là chúng ta có nói đến vùng 56 các anh chị nhỉ, đúng, vùng 56 không gãy và nó sẽ có những cái điểm giao dịch vòm này thì nó sẽ bật tiếp. Tuy nhiên là phiên ngày thứ hai nó tòng luôn rồi, phiên ngày thứ hai mẫu chốt đến như phiên ngày thứ hai thì phiên ngày thứ ba là một cái phiên xác nhận. Chính vậy nên là sau một phiên xác nhận thì thường cổ phiếu sẽ bị rơi về những cái vùng hỗ trợ thấp hơn, và đến thời điểm hiện tại thì Bình Minh lại rơi về cái vùng 52.5 đến vùng 53, vùng này lại vùng hỗ trợ rồi. Đó, về vùng hỗ trợ rồi thì cổ phiếu nó lại có những cái nhịp tích lũy, hiện tại là những cái nhịp đi của Bình Minh khá là ổn đây.
Cạn vốn rồi các anh chị, cạn vốn rồi, ok, cạn vốn là tốt, cạn vốn và không gãy cái điểm 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 nhấn kỹ thuật là tốt các anh chị nhé, cạn vốn mà không không gãy cái điểm nhấn kỹ thuật là tốt, ok. Rồi và phân tích mã cổ phiếu nữa là APH cổ phiếu, ôi APH hôm nay có một phiên giao dịch nó hơi 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 bất thường, với một lượng vốn cũng khá là bất thường và nó kéo một nhát từ vùng đáy lên đến vùng kháng cự và mất vùng kháng cự 75. Một cái phiên bất thường như này thì nó cũng sẽ khá là khó nói, nhưng trên quan điểm kỹ thuật thì cứ cổ phiếu chạm gần chạm về hỗ trợ thì chúng ta mua và chạm kháng cự chúng ta bán, và không ai sẽ mua ở những cái vùng này cả, không ai mua vùng 75. Rồi cổ phiếu ngành nhựa nữa, cổ phiếu DAG, DAG chúng ta xem nào, DAG thì đây rồi, DAG thì trong ngắn hạn sau khi mà cổ phiếu này chúng ta phân tích ở những vùng 7 và vùng 7 cộng thì cổ phiếu có những nhịp chỉnh và tiếp tục là vùng phân tích về 7 cộng sau đó chỉnh giảm lại. Thì đây là cả tuần thì DAG cũng giảm và cổ phiếu này thì đi lại về vùng hỗ trợ của nó trong ngắn hạn, đó là vùng 6.3 đến vùng 6.5, thì thường là nó sẽ đi về cái vùng này thì nó sẽ bật, và cái biên trung bình của em này ở đây nó khoảng tầm độ 6.4 6.39 gì đó, nói chung nôm na là cái biên trung bình chính là cái biên của hình hộp này các anh chị đó. Trong phiên ngày hôm nay thì có một lực lên nhưng mà cuối phiên thì không giữ được cái đóng giá cao nhất, nhưng mà cổ phiếu này vẫn giữ được trên 6.5, có nghĩa là vẫn ổn. Cổ phiếu ba con A thì hơi xấu về mặt tạo lập các anh chị, nói chung là nó cứ đi ngang xong đến lúc nó tèo xuống cái này nó rất là khó chịu. Bản thân thì ba con A nó cũng đến từ phiên giao dịch ngày thứ tư mất vùng 11.5. Khi mất 11.5 thì như vậy là xu hướng nó sẽ test tích lũy lại những cái nền ở thấp hơn, đó là khoảng nền 10 đến nền 10.5. Rồi chúng ta sẽ đi phân tích tiếp cổ phiếu G. G là một cái mã cổ phiếu mà đến thời điểm hiện tại là chúng ta cũng thấy là G rất là khỏe. Ở trên góc độ là cái vùng 42 thì G đã hoàn thành vòng, đã tìm lại những cái vùng giá ở đâu đó khoảng vùng 40 đến vùng 40.3. Và trên góc độ kỹ thuật, thì chờ cái vùng này mãi nó cũng chưa về, và hai tuần thì Di đang giao dịch khá là tốt ở trên vùng 4.41. Thì cái sự giao dịch này thì nó có hai ý nghĩa, một là nó sẽ đánh tiếp, hai là một cái vùng phân phối, một cái vùng phân phối. Thì để biết là đánh tiếp hay vùng phân phối thì chúng ta sẽ chờ thêm những cái tín hiệu kỹ thuật ở vùng 42 đó, và những cái tín hiệu hiện tại thì chưa có lực hồi, vẫn đang thiên về kịch bản đi ngang khi mà đi ngang tích lũy và hoặc là chỉnh giảm khi mà đường MACD đang cắm đầu đi xuống như này, thì không có một cái mã cổ phiếu nào nó có thể tăng mạnh được các anh chị. Đó, đường MAC là cái đường cái chỉ báo, mặc dù là cái chỉ báo kỹ thuật nó là chỉ báo chậm, tuy nhiên là chúng ta cũng thể quan sát được. Rồi một số các cái mã ngành của nhóm ngành công nghệ FPT. FPT trong kịch bản phân tích tuần ở vùng 55 đến vùng 56 và không được phép gãy test những cái điểm test ở khoảng vùng 53.5, và kịch bản thì nó cũng đến phiên luôn phiên ngày thứ hai, đó là cổ phiếu này bị phá vùng 53.5, và khi bị phá cái vùng này thì đương nhiên rồi nó không thể trụ lại được, và nó không trụ lại được thì nó sẽ đi về cái vùng tích lũy ở những cái nền thấp hơn, và hiện tại đến đây cái nền tích lũy thấp hơn của cổ phiếu này ở vùng 50.5, ở vùng 50, quanh vùng biên 50.5, và đã có hai phiên test về đây, phiên này thì test về và sau đó rút lên. Tuy nhiên với lực cầu thấp như này thì nó cũng sẽ chưa thể vượt ngay được đâu các anh chị. Chúng ta sẽ có thêm những cái phiên giao dịch ở cái vùng này. Đó, ở cái vùng này để chúng ta xem những cái tín hiệu tạo nền, và thị trường của chúng ta sẽ cần những phiên tạo nền chứ không phải là rào một cái như thế là nó đi đâu. Đó. Cổ phiếu đi GVK đi đua. Rồi DigiWorld thì nó có một cái vùng hỗ trợ dài ở đây. Đây này, hỗ trợ 50 thì hỗ trợ dài, nhưng mà ở trên này nó có một cái vùng ở đây là khoảng vùng 51 đến 52, vùng 52 đến vùng 53. Ở vùng 52 đến vùng 53, và cái vùng này không gãy thì sẽ có những cái phiên mà nó sẽ đánh lại chạm lại, thì lại chạm vào vùng kháng cự 55. Trong giờ thời điểm hiện tại thì DGWK đang đánh ở quanh cái vùng biên này, thì chúng ta tiếp tục chúng ta quan sát thôi. Cổ phiếu CMG thì xấu hơn. CMG bị mất vùng 33.5, như vậy là xấu. Và khi mà cổ phiếu bị mất cái biên hỗ trợ dưới thì thường là nó sẽ đi về những vùng hỗ trợ thấp hơn, và vùng hỗ trợ này đó là vùng 32.
và chúng ta sẽ chờ xem những cái điểm chỉnh giảm kỹ thuật của cổ phiếu này ở khoảng vùng 32. Rồi chúng ta đi phân tích một số các cái mã cơ bản của nhóm ngành xây lắp Novaland. Novaland trong một tuần có những cái cây nến rất là hay và cuối phiên lại cứ kéo về vùng 62, thì không biết là các anh giữ vùng 62 để làm gì. Tuy nhiên trên góc độ kỹ thuật thì chưa gãy 62 thì chưa xấu. Nhưng nếu có một cái cây nến nào đó mà nó thọng xuống đỏ như thế này với một cái lực bán khoảng tầm độ 1,5 triệu là 2 triệu thì anh chị nào mà đang cầm Novaland thì chúng ta nên chạy. CTD hiện tại là đấy, đó trong một cái nhịp khi mà cổ phiếu này mất cái điểm kỹ thuật ở đây các anh chị này 72.5 thì nó đi giảm và bây giờ là trong giai đoạn này là giai đoạn chúng ta mò đáy, dò đáy. Thì giai đoạn dò đáy của Hùng nó là vùng 55 đến vùng 58 và hiện tại thì đang có khoảng 2 tuần quan sát ở những cái biên hẹp ở đây. Thì lực cầu đang xuống thấp này. Đó thì thường thường là cổ phiếu nó sẽ có những cái đoạn mà đi ngang tắt dần ở quanh cái vùng này và chúng ta sẽ quan sát đây là những cái vùng mà chúng ta đi dò đáy. HTN là một cái mã cổ phiếu khá là ok của nhóm ngành xây lắp, và đến thời điểm hiện tại nó vẫn đang giữ được trend và có 2 tuần đi ngang ở vùng giá 26 cạn cung như thế này cũng tạm ổn, trong khi thị trường bất ổn mà em ấy cứ cạn vôn là tốt và không bị phá vùng 26 thì mục tiêu vẫn là từ 26 đánh lại về vùng 28.5 đến khoảng vùng 29 và có hay không vượt thoát được vùng 29-30 thì khi đấy chúng ta sẽ có những cái phân tích tiếp theo. Đối với mã cổ phiếu HDC, rồi trong một cái nhịp mà chúng ta phân tích ở đây đó, Hùng đã tìm ra cho anh chị ở cái vùng 21 đến vùng 22, đó là vùng mà cổ phiếu sẽ có cái sự tạo thành một cái nền hỗ trợ ở đây, và trong phiên ngày thứ 5 thì cổ phiếu test đúng về đến vùng 21 và sau đó kéo lên, và trong phiên kết tuần thì cổ phiếu này là kéo lên vùng 22.65, có khi là giá trần nhưng mà không giữ được. Tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì với dòng tiền thì chúng ta cần phải chờ thêm cái dòng tiền nó khỏe hơn. Còn tín hiệu hồi thì ok rồi, tín hiệu như thế này là hồi khi mà dòng tiền, khi mà cái lực cầu ở đây đang có những cái tín hiệu ngóc đầu đi lên, chỉ có là cái khối lượng khớp lệnh của phiên ngày thứ 2 và phiên ngày thứ 3 tuần tới thì xu hướng ngắn là sẽ đánh chạm lại về vùng 24. Còn về 24 có vượt được hay không thì chúng ta lại còn chờ tiếp. Đó, HDG. HDG thì hơi xấu so với trend kỹ thuật, đó là sau khi nó chạm được về vùng 26 thì cổ phiếu này đã có những cái điểm chỉnh giảm lại về mặt kỹ thuật và chúng ta dò tìm ra một cái vùng hỗ trợ ở đây là vùng 23.7 đến vùng 24, và ở phiên ngày thứ 5 và phiên ngày thứ 6 với những cái giao dịch như này thì nó sẽ tương đối là xấu. Và xu hướng là cổ phiếu này sẽ có những cái điểm test tích lũy lại ở khoảng vùng 22, khoảng vùng 2, tức là khi biên kỹ thuật trên nó bị phá thì nó sẽ đi xuống phiên biên dưới. HBC ở hiện tại là chúng ta đang dò nền, và những cái điểm dò nền của cổ phiếu này đâu đó nó ở khoảng vùng 9.5 đến khoảng vùng 10 và ở cái biên kỹ thuật đâu đó khoảng vùng 9.8 trung bình. Cổ phiếu VCS. Cổ phiếu VCS thì sau khi mà chúng ta phân tích đến đây, đó là cái mục tiêu của 8x thì đó cổ phiếu hoàn thành. Phân tích trả lại, có một nhịp trả lại ở đây, đó là nhịp trả lại 75. Tuy nhiên nhịp trả lại 75 này thất bại ở phiên ngày thứ tư, cũng phiên thất bại ngày thứ tư. Ở ngày thứ ba thì bắt đầu chớm ở trên, nhưng mà phiên ngày thứ tư thì thất bại. Thì khi mà nó thất bại ở những cái vùng trên thì thường nó sẽ đi về lại những cái vùng tích lũy nền thấp hơn, và những cái vùng tích lũy ở đây đó là ở quanh vùng 69. Vùng 69 đến vùng 70 thì như vậy nó sẽ hình thành nên một cái nồi ở đây nữa. Thì cái nồi này thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát cái sự vận động của cổ phiếu ở quanh cái vùng này. Khi mà lực cầu quay trở lại, khi mà tín hiệu đường MACD, khi mà tất cả các cái chỉ báo kỹ thuật cơ bản cho thấy là cái nền này tạo xong và sẽ có một cái lực hồi ở đây, thì lúc đó chúng ta sẽ tiến hành chúng ta mua. Đạt Phương DPG có vùng hỗ trợ 26 trong phiên ngày hôm nay thì ông ấy neo lại ở vùng hỗ trợ ở đây. Hỗ trợ 26 trong cái nhịp trước này, đúng rồi, chính xác là vùng 26 nhưng mà bị thất thủ cũng ở phiên ngày thứ tư. Chính vậy là em ý lại về lại vùng 24, vùng 25 và biên trung bình là vùng 24.5. thì trong ngắn hạn thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát cái sự vận động của Đạt Phương ở trong cái vùng này, tức là vùng 24.5 đến khoảng vùng 25. Chưa tăng được anh chị, cầu như này, đường mác đang cắm này chưa tăng được.
CRE. Rồi CRE thì cũng đang tương đối là khá là đẹp. Chúng ta có thể quan sát ở vùng hỗ trợ 25 đến vùng 25.5, không gãy thì cái cơ hội mà để đánh lại về vùng 26 đến khoảng vùng 27 là còn. Còn ngược lại nếu như gãy ở vùng này thì cổ phiếu nó sẽ có cái xu hướng tích lũy lại nền thấp hơn, đó là nền khoảng nền 23. Anh chị lưu ý. Cổ phiếu CKG bị mất vùng kỹ thuật ở đây. Vùng 10.7, thường các anh chị khi khi cổ phiếu bị mất vùng kỹ thuật ở ở những cái vùng hỗ trợ quan trọng thì thường cổ phiếu sẽ nó có sẽ có những cái điểm chỉnh giảm lại những cái vùng thấp hơn. Thì CKG nó sẽ có những cái điểm mà hỗ trợ lại. Như vậy là sẽ có những cái điểm hỗ trợ lại quanh vùng 10 đến vùng 10.2. Đây là vùng mà chúng ta dò đáy. Sell nào, quỹ đất đẹp, mọi thứ đẹp nhưng mà đến thời điểm hiện tại là trend thì không đẹp. Đúng không ạ? Trend thì không đẹp rồi. Như vậy là sell bắt đầu đi lại về vùng 6.5 đến vùng 7. Và như vậy là cái vùng mà sell đạt được cao nhất ở trong cái nhịp mà chúng ta phân tích từ vùng 7 là chỉ đạt được đến về vùng 7.5 đến 7.6. Cao nhất ở đây, nhưng mà cái nhịp này thì chúng ta kỳ vọng lớn hơn nên chúng ta cũng chưa chốt, nên chính vì vậy là các cái tài khoản mà cầm sell thì đang sẽ đang bị lỗ. Trong ngắn hạn thì sẽ chờ xem sell ở thôi bây giờ chúng ta sẽ dò vùng 6.5 thôi. Vùng 6.5 đến vùng 6.65, đây là cái vùng mà sell sẽ có những cái điểm tích lũy lại đây. Lực cầu đang khá là thấp, đường mark đang cắm đầu, dòng tiền cắm đầu. Nên là cổ phiếu nó sẽ chưa bật được. Rồi cổ phiếu C32 là đã hoàn thành cái vùng giá ở đâu đó mục tiêu 27.5, gần gần hoàn thành, nói chung là vùng 27 cộng. Sau đó thì dự báo những cái nhịp chỉnh lại ở biên 24.5 đến biên 25 và phiên ngày thứ tư thì nó bị phá trend. Phá trend xong thì cổ phiếu có những cái lực hồi, tuy nhiên là những cái lực hồi này á, thì thường thường nó sẽ hồi được một hai nhịp và sau đó thì nó sẽ đi trả lại, nó sẽ đi trả lại về những cái vùng tích lũy sâu hơn. Cho nên là những anh chị mà đang cầm C32 thì chúng ta canh nhịp hồi chúng ta bán. NTL nhà Từ Liêm. NTL thì có những cái điểm nhấn kỹ thuật mùng nhắc lại ở đây, đó là khi mà NTL tích lũy thành công ở vùng 18 và đánh vượt thoát lên vùng 18.5 thì đang kỳ vọng là có những cái điểm test mà không gãy. Đây này, cái hình xanh xanh đây các anh chị, không gãy vùng 18.2. Tuy nhiên là phiên ngày thứ hai thì nhà Từ Liêm nó cũng bị mất luôn, và nó bị mất từ đầu ở cái mốc này. Và khi mất từ đầu ở cái mốc này thì nó sẽ rơi tòng xuống phát xuống dưới này thôi, nó không không có cái cách nào cả. Đó, và như vậy là vùng 16.5 thì chúng ta lại quan sát lại nhà Từ Liêm xây lại nền ở đây cho đến khi dòng tiền đấy, cái dòng tiền, cái tín hiệu dòng tiền này ông rất là thích đó, ông cứ nhìn thôi, cắm đầu thì thôi cứ túc tắc chờ đã, xong rồi nó lừng khừng nó đi ngang đó, nó lừng khừng nó đi ngang xong rồi thì nó tiêu đó, nó tiêu lên. Thì đây ông cho anh chị, mặc dù là chỉ báo chậm, tuy nhiên là chúng ta hoàn toàn có thể dự báo được, chúng ta có thể dự báo được đó, ví dụ như đây. Đó, ví dụ như đây thì sau khi một cái nhịp tạo đáy và chúng ta nhìn thấy là dòng tiền nó bắt đầu lừng khừng đi ngang và nó rồi xu hướng đi lên, kết hợp với giá, kết hợp với khối lượng, kết hợp với chỉ báo phân tích kỹ thuật và kết hợp với cái cách mà nhìn cái cách khớp lệnh ở trong phiên, cái cách khớp lệnh ở trong phiên nó cũng rất là quan trọng. Nói chung là nó tổng hợp của khá nhiều các yếu tố, nó phản xạ là khá nhiều các yếu tố thì chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể dò tìm được những cái chen lên. Và thực tế là khi một cái trend sóng lên ở từ tháng 4 thì Hùng đã bắt được rất nhiều những cái mã cổ phiếu mà nó tăng 30-40% trong một trend rất là dài. Đó, của nhóm ngành khu công nghiệp rồi, banh rồi, thủy sản rồi, chứng khoán, ví dụ thế. Nhóm xây lắp chúng ta phân tích xong, và bây giờ thì chúng ta sẽ phân tích sang nhóm ngành dầu khí, cổ phiếu gas. Gas thì xấu rồi, hiện tại như vậy là trong một cái biên chỉnh kỹ thuật kháng cự vùng 76 và hỗ trợ ở đây là vùng 70. Phiên ngày hôm nay thì gas có những điểm kéo gần về được vùng 72 nhưng mà cuối lại mất mất kèo. Một điều dễ hiểu đó là đường mác mà đang cắm đầu đi như này thì cổ phiếu nó sẽ khó lòng tăng, và chúng ta sẽ cần chờ thêm những cái tín hiệu kỹ thuật của gas ở khoảng vùng 70 đến vùng 71 ở đây. Và tích lũy ở đây thì chúng ta sẽ xem thêm. Ngày hôm nay là như tạo lập kéo PLX, đúng rồi, tạo lập kéo PLX. Nhưng trên góc độ ngắn hạn thì PLX cái dòng tiền kéo như này nó rất là kém. Ngày hôm nay thì PLX chạm lại cái vùng ở đây này, chạm lại cái vùng ở đây là cái vùng hỗ trợ của nó ở khoảng vùng 46.
thì nó sẽ bật lên, và nó bật lên ở đây thì nó lại gặp lại cái vùng kháng cự dày ở đây, nó là vùng 49, vùng 50 ở đây. Đó thì thường thường đó là cổ phiếu nó sẽ có những cái sự vận động đấy, đó nó chạm lại cái vùng kháng cự đây thì nó sẽ có những cái phiên dội lại, và chúng ta sẽ quan sát thêm những phiên dội lại ở cái cung cầu của nó, của PLX ở đây. PVS, sau khi mà PVS, đây PVS chúng ta nói đến cái dòng của nó là dòng 14. Khi mà cổ phiếu này đạt đến vùng 14 thì chúng ta nói đến cái mốc 14 là cái mốc phân kỳ rất là quan trọng của PVS, để xác nhận rằng là PVS có đi được hay không, có đi được hay không đó. Và cái câu chuyện là nếu như mà tại cái vùng mà 14 mà PVS bị phá vỡ thì như vậy nó sẽ có những cái xu hướng tích lũy, và cái điểm chốt chặn của PVS đó là ở vùng 13.5. thì cái quan điểm là khi mà mất vùng 13.5 rồi thì PVS sẽ rơi về những cái vùng tích lũy sâu đó, và những cái vùng đấy nó có thể là vùng 12.5 đến khoảng vùng 13, và đang có hai cái cây nến rút chân ở đây này. Tuy nhiên nến rút chân này thì cũng chưa thực sự là tích cực đâu, chúng ta sẽ cần phải quan sát thêm. Và nếu mà cổ phiếu khỏe là sẽ ở khoảng vùng 12.7, cổ phiếu khỏe là sẽ giữ lại được ở trên vùng 12.7 đó, với một cái lực cầu ổn định của một phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba, có thêm những cái lực cầu nó trên khoảng tầm độ 7 đến 8 triệu cổ phiếu thì PVS mới có thể giữ được cái lực như vậy. PVD thì chúng ta nói đến cái vùng của nó là vùng 11.5. Trong một cái nhịp phân tích kỹ thuật là PVD lên chạm vùng 12 thì PVD sẽ có những cái nhịp test cung, đây chính là những cái nhịp test cung. Và cái nhịp test cung này nó phải giữ lại được cái vùng 11.5. Tuy nhiên trên thực tế là trong tuần thì chúng ta thấy rằng là tất cả bản thân là kết tuần trước thì PVD đã không giữ được vùng 12.5 rồi. Và chúng ta có nói đến một cái vùng cạn cung nhất đó là vùng 11.3, và vùng 11.3 này phiên ngày thứ hai cũng mất luôn. Thì em lại có những cái điểm test lại những cái vùng hỗ trợ, và gần nhất ở đấy là vùng hỗ trợ gần nhất của nó ở khoảng vùng 10.5 đến vùng 11. Ở phiên ngày hôm nay thì cũng có vẻ là có một tí tẹo, tuy nhiên là với những cái lực phục hồi như thế này thì chúng ta sẽ cần quan sát thêm ở khoảng vùng 10.5 đến khoảng vùng 10.8. Đây là cái vùng hỗ trợ của PVD, và khi mà nó tạo nền ở đây ok rồi thì lúc đó nó sẽ mất khoảng 1 đến 3 phiên. Đó, chứ nó không 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 thể là tạo nền ngay được đâu anh chị, nó mất 1 đến 3 phiên. Các cái mã cổ phiếu của nhóm ngành dầu khí thì chúng ta sẽ điểm nhanh qua một số các mã khác. Oi. Oi thì trong thời điểm hiện tại đã lâu rồi, ba cái mã này thì cũng không có nói đến, xu hướng vẫn là lình trình đi ngang, chỉ giảm dòng tiền gần như nó không có. Dòng tiền nó không vào thì cổ phiếu nó sẽ khó đi. BSR thì lại chạm lại về vùng 6.5 đến vùng 6.6. Đây là vùng hỗ trợ thì có thể nó sẽ có những cái phiên bật mang tính chất T cộng ở đây, và bật thì nó lại chạm lại về vùng 7 đến khoảng vùng 7.3, lại là vùng kháng cự. Đây lại chạm lại vùng kháng cự của nó ở đây, khoảng vùng 7.3, đúng vậy, khoảng vùng 7.3 nó lại trở thành cái vùng kháng cự đây rồi. Thì nó đang đánh ở trong một cái biên hẹp này thôi, BSR. POVK trong giai đoạn hiện tại thì cũng gần như không có dòng tiền, và những cái nhịp đánh lên rất là chóng vánh. Khi mà chạm đến cái vùng kháng cự đây, vùng 11 không vượt qua được thì POVK liên tục rơi. Đó, rơi về thì nó chạm về vùng 10.1 thì lại dự kiến là có một cái lực hồi T cộng ở đây, nhưng lực hồi T cộng này cũng không lên được đến 10.5, và mấu chốt vấn đề nó cũng đến từ phiên ngày thứ hai. Đó, khi mà em này chạm lại về vùng kháng cự, vùng hỗ trợ và phiên ngày thứ ba thì bị rơi mất. Và chính vì rơi mất cái vùng ở đây là vùng 10.1 rồi thì POVK nó sẽ rơi tiếp. Đó, nó sẽ rơi tiếp và nó sẽ rơi lại về khoảng vùng 8.5 đến vùng 9 gì đó. Nôm na là từ cái vùng này thì nó sẽ bị đẩy tiếp. PVB thì bây giờ nó sẽ hình thành lại ở đây, cái nền tích lũy ở đây của PVB đó là nền từ vùng 13 đến vùng 14, và vùng trung bình thì nó ở khoảng vùng 13.5, 13.6 gì đó, khoảng vùng 13.6 ở đây. Thì đây là chúng ta đang đi dò tìm lại cái vùng đáy. Còn cái câu chuyện là PVB có vượt thoát lên được hay không thì cần thêm các cái tín hiệu kỹ thuật khác, ví dụ như lực cầu nó phải tốt hơn, nó phải ổn định hơn. Hiện tại thì PET chúng ta xem nào. PET thì đây, PET là sau khi mà đi được về đến đây, bắt đầu đến cái đoạn này,
Đến cái đoạn này là Pet bắt đầu bước vào một cái giai đoạn suy yếu. Các anh chị có thể nhìn thấy đây là khi Pet mất cái vùng ở đây là cái vùng cái vòng cung đây. Chính là phiên giao dịch ngày hôm nay là đây, phiên giao dịch của ngày bao nhiêu đây này? Ngày 15 tháng 10. Ngày 15 tháng 10 là Pet bị mất cái điểm hỗ trợ kỹ thuật ở đây và sau đó thì đi test lại vùng 10, thất thủ vùng 10 thì như vậy xu hướng sẽ đi lại về vùng 8.5 đến vùng 9 ở trong cái vùng này. Đấy. Rồi, nhóm ngành dầu khí xong, bây giờ mình sẽ nói đến nhóm ngành ngân hàng Vietcombank. Rồi, Vietcombank ở đây trong trong kịch bản mà chúng ta kỳ vọng, đó là Vietcombank sẽ test lại ở biên 85, tức là cái vùng trước đây là cái vùng giá mục tiêu. Khi mà Vietcombank ở vùng giá 81.5 đến vùng 82 thì chúng ta dò tìm cái vùng giá mục tiêu của Vietcombank ở vùng 85.5 đến vùng 86, và khi cái vùng giá mục tiêu này hoàn thành và Vietcombank đánh vượt thoát lên thì lại có những cái điểm test lại, thì đây sẽ thành những cái vùng hỗ trợ. Và phiên ngày thứ tư thì cũng là phiên mà Vietcombank đánh dấu cái sự thất thủ ở vùng giá 85.5, và chính vì khi mất cái vùng này thì xu hướng là cổ phiếu sẽ đi về lại những cái vùng tích lũy sâu hơn, và như vậy là Vietcombank có xu hướng là đi về vùng 81 đến vùng 81.5 ở đây. Sẽ chờ những cái điểm điểm nhấn kỹ thuật của Vietcombank đây các anh chị. Đó. Rồi, BIDV. BID là chúng ta cũng mua và chúng ta kỳ vọng nó vượt được vùng 44. Tuy nhiên trên thực tế là nó chỉ đi được khoảng vùng 43 cộng. Phiên ngày thứ hai cũng là một phiên đây BID bị bán mạnh và bị mất vùng 42, và khi cổ phiếu BID mất vùng 42, đó là vùng hỗ trợ kỹ thuật, thì cổ phiếu sẽ có xu hướng test lại vùng thấp hơn, đó là vùng 40. Gãy vùng 40, tức là phiên ngày thứ 3, phiên ngày thứ 4, vùng 40 tiếp tục bị mất, thì xu hướng nó sẽ đi về vùng 38. 38 thì hiện tại là đang có khoảng 2 phiên ở đây, 2 phiên ở đây là đang lừng khừng ở đây. Tuy nhiên là các anh chị đừng có vội vàng chúng ta bắt đáy, chúng ta cần phải quan sát sự ổn định của em này ở đây đã. Ví dụ như là khi mà về 40 đúng không, rất nhiều anh chị chúng ta bắt đáy, nhưng bắt đáy xong nó lại về 38.5, vậy thì chúng ta xử lý như nào? Chúng ta phải từ từ về đến vùng 38 này, em ấy phải xoay nền, xoay tròn tít cu đơ ở đây. Đơ xong rồi thì bắt đầu em ấy lăn đùng ở đây ra, lăn đùng ra xong đấy em ấy tích lũy trở lại đây thì mới ngon. Chứ còn mà em ấy không xoay tít cu đơ ở đây mà em lại thõng tiếp một cái cây nến đỏ dài như này xuống thì nó lại đi về lại cái vùng sâu hơn. Đó, vậy thì chúng ta hãy cứ bình tĩnh. Đó, hãy chờ cho cổ phiếu tạo nền xong thì khi đó chúng ta bắt trở lại, và chúng ta dùng cái phương pháp gọi là phương pháp chém cá trên thớt. Đó, thì chúng ta cũng phải cần chờ những cái tín hiệu kỹ thuật rất là ok. ACB. Rồi, ACB thì tín hiệu của ACB hiện tại thì đang khỏe hơn so với các bank khác. Tuy nhiên là tín hiệu kỹ thuật thì cũng đang thiên về kịch bản là chỉ giảm và tích lũy. Thì ACB ở đây có một cái nón ở đây thì vòng lên vùng giá mục tiêu 26 và chỉnh không được phép gãy 25. Tuy nhiên phiên ngày thứ hai gãy mất 25 thì em ấy sẽ đi lại về lại cái nón bên này. Và cái nón đó là đâu đó khoảng vùng 23.5 đến vùng 23. Đó. Thì nó sẽ úp lại đây. Và những phiên ngày hôm nay thì cái lực cầu nó tương đối là thấp, tuy nhiên là vẫn giữ được trên vùng 24, như vậy vậy là ổn rồi. Thì có thể phiên ngày thứ hai, phiên ngày thứ ba thì ACB sẽ có những cái điểm test về mặt kỹ thuật ở đây. Những cái điểm test lại ở dưới vùng 24 một tí, và chúng ta sẽ đánh giá cái lực cầu quay trở lại ở đây và tín hiệu dòng tiền cũng như các cái tín hiệu chỉ báo kỹ thuật khác. Thì cũng sẽ có khuyến nghị là chúng ta bắt như thế nào. MBB của chúng ta ok. Sau khi hoàn thành vùng giá mục tiêu 19 thì cũng có vẽ cái cung ở đây 18.5, phiên ngày thứ hai mất vùng 18.5 thì cổ phiếu sẽ có xu hướng đi về vùng 7.5, và biên trung bình của nó ở khoảng vùng 17.25, và vô tình hình dung thì vùng 18 trở thành vùng kháng cự. Như vậy là trong ngắn hạn thì có thể là MBB sẽ có những cái điểm test cung, sẽ có những cái điểm gọi là kéo ngang kéo ngửa đây để kiểm tra xem là cái nền ở đây có tích lũy được hay không, và chờ một cái tín hiệu kỹ thuật để xác nhận rằng là MBB tích lũy thành công nền ở đây thì cái phiên đó thì phiên mà chúng ta sẽ mua. Đó, và phiên đó thì cái phiên mà những cái tài khoản mà chúng ta cầm MBB thì chúng ta sẽ mua để chúng ta bán sau T2.
Đó, vì chúng ta sẵn hàng, ví dụ chẳng hạn như là chúng ta có 1.000 cổ phiếu thì chúng ta sẽ mua thêm 500 cổ phiếu và có thể T2 hoặc T1, T2, thậm chí là T0 đó, nhưng mà ít nhất là T1, T2 thì mình có thể bán đi 500 cổ phiếu, tức là số lượng của mình vẫn nắm 1.000 nhưng mà mình giảm được cái giá vốn, mình giảm được cái giá vốn ở đó. Đấy là cái phương pháp là chém cá ở trên thớt các anh chị. Rồi, công thương CTG. Đối với công thương CTG thì đối với công thương CTG, trong trong một cái nhịp phân tích sóng lên ở đây thì chúng ta khi mà công thương mà nó bứt được cái nền 29 ở đây, sau khi mà tạo gáp thì chúng ta dự kiến là công thương sẽ đi về khoảng vùng 32 đến vùng 33, mạnh hơn sẽ là vùng 34. 2 tuần công thương đi ở trên cái vùng 32 và có vẽ một cái đây, đó là cái nón này bao nhiêu nào? Đây là cái nón kỹ thuật của nó ở vùng 31, không gãy vùng 31 thì cơ hội về lại vùng 32, 33 và 34 là còn, nhưng mà gãy 31 thì hỏng rồi. Gãy 31 thì sao? Gãy 31 thì từ đây thì nó sẽ phải đi về lại cái vùng lấp gáp ở đây. Nhưng mà khả năng là công thương sẽ đi sâu hơn các anh chị, cái vùng 20 28 28.5 này có thể quan sát thêm. Nhưng mà theo quan điểm cùng thì khả năng vùng này nó sẽ khó giữ và nó sẽ đi lại về cái vùng nó sâu sâu hơn ở dưới này một tí. Tức là khoảng vùng 27 đến khoảng vùng 27.5 đây. Cái vòng cung ở dưới này thì nó sẽ hợp lý hơn. À, rồi 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 ok, có một anh chị nào đang comment rồi. Techcombank. Ok, Techcombank ở vùng 24 rồi, sau đó thì chúng ta đang kỳ vọng đánh vượt thoát vùng 25. Nhưng ở phiên ngày thứ hai nó lên được đến 25 các anh chị ạ, lên được 25 thì VN Index nó chạm về vùng 7970 mất rồi, và phái sinh nó về mất 950, thế là đội sọt nó quay lại, nó sọt là đội sọt nó quay lại, nó sọt, thế là sọc sọc một cái, thế là tất cả các mã cổ phiếu lăn đùng ra chết. Và sau đó thì chúng ta nói đến vùng 23.5, và vùng 23.5 bị gãy thì cổ phiếu sẽ tích lũy lại nền, và cái nền tích lũy trở lại thì em này lại đi về vùng 21 đến vùng 21.5. Vùng này thì cổ phiếu sẽ nghỉ ngơi ở đây, các anh chị sẽ nghỉ ngơi ở đây, sẽ nghỉ ngơi thêm và chúng ta sẽ quan sát những cái tín hiệu tạo nền của Techcombank tại vùng này. Trên tín hiệu ngắn hạn thì có thể dòng tiền sẽ gặp những cái điểm hỗ trợ ở đây, ok, khá là ổn, và chúng ta chờ những cái tín hiệu đảo pha của đường MACD nữa và các chỉ báo kỹ thuật khác. Cổ phiếu HD Bank. HD Bank thì trong nhịp phân tích của chúng ta là nhịp phân tích thành công và gần như là nó đã lên đạt đủ cái target của chúng ta ở vùng 20, gần vùng 26 cộng. Sau đó thì cũng có đề cập đến cái câu chuyện là chỉnh lại về mặt kỹ thuật là không gãy 24.5, thì phiên ngày thứ hai không gãy, phiên ngày thứ ba không gãy, nhưng đến phiên ngày thứ tư thì nó bị mất luôn, nó mất vùng 24.5. Thì câu chuyện là khi cổ phiếu bị mất vùng 24.5 thì thường thường là nó sẽ lao, nó sẽ rào xuống một cái là vùng hỗ trợ của em này, nó sẽ đến lại ở đây, nó sẽ đến lại ở đây, đó là vùng 22 rồi, nó sẽ đến lại đây là vùng 22, và đây đang có hai nhịp bắt lại này, bắt lại như thế này, thì nó lại khi mà hai nhịp bắt lại đây để lấp lại cái cây nến này thì trên góc độ kỹ thuật nó là tích cực, tuy nhiên nó cần thêm cái sự ổn định. Đó, cần thêm cái sự ổn định ở đây, và rất có thể là khi mà cổ phiếu này đi lên nó lại gặp lại cái vùng đây, nó lại thành kháng cự. Đó thì nó sẽ dội lại và nó sẽ có những cái điểm mà test cung cầu quanh đây, test cung cầu quanh đây. Ổn định rồi khi đó thì chúng ta sẽ phân tích tiếp em này. Rồi, mã cổ phiếu VP Bank 23.6, VP Bank. VP Bank cũng hoàn toàn tương tự như vậy, VP Bank thì cũng đã hoàn thành cái vùng giá mục tiêu của chúng ta là vùng giá 26, 26 ở đây. Và đến cái vùng này thì các anh chị chốt thôi. Bản thân là VP Bank thì cũng không hề bị lỗi.
Đó, bởi vì là cái nó đạt được cái kỳ vọng của chúng ta là chỉ kỳ vọng 26 thôi, chỉ có con bit là lỗi lên được 44 435, chúng ta 43 trên 43 cộng chúng ta không chốt bởi vì chúng ta kỳ vọng nó lớn hơn. Và sau đó thì về mặt biên kỹ thuật là ông không được gãy vùng 25.5, nhưng phiên ngày thứ hai thì đã có những dấu hiệu kỹ thuật vi phạm thì nó sẽ rào 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 và đấy, và nó sẽ rào về lại ở cái nền hỗ trợ của VBank ở đây đang ở khoảng vùng 22, vùng 22 đến khoảng vùng 22.5, vùng 22 đến vùng 22.5, và biên trên thì khả năng là xu thế cao là cổ phiếu này sẽ test ở khoảng cung ở khoảng vùng 20 22.7, thấp nhất ở khoảng vùng 22.7 đến vùng 23. Thì phiên ngày hôm nay cũng là một cái phiên mà VBank cũng kéo tương đối cái biên trong phiên biến động tương đối, chính vì vậy nên là cái mức độ ổn định của cổ phiếu nó chưa có và sẽ có thêm những cái điểm trả cung cầu lại quanh vùng 23. Rồi trong nhóm banh thì chúng ta sẽ đi phân tích thêm các cái mã cổ phiếu banh khác, đó là cổ phiếu STB. STB thì khi mà nó STB nó rơi về, nó bị một cái cây rơi rất là mạnh và rất nhiều anh chị hỏi là có nên bán không, thì theo Hùng là cái đoạn để về đến vùng 13 rồi thì chúng ta lại không nên bán. Bởi vì rất có thể là khi về đến vùng 13 thì nó sẽ có những cái phiên đập nhả ở đây. Đó, tức là nếu bán là chúng ta sẽ bán ở những cái điểm phá kỹ thuật. Những điểm phá kỹ thuật thì STB, cái điểm phá kỹ thuật của STB ở đây đó là điểm của 14. Đó, chứ còn khi về lại đến dưới này, nếu mà chúng ta ôm qua 14 rồi thì đấy cái câu chuyện là chúng ta sẽ ôm hết thứ sáu. Thì STB sẽ có những cái điểm bật nhả lại quanh vùng 13 đến khoảng vùng 13.5 thì chúng ta quan sát thêm. Nếu mà STB bị một cái cây nến đỏ như thế này thì ok, đấy là thời điểm mà chúng ta cần phải thoát STB. Đó, thời điểm này thì thời điểm chắc chắn phải bán, còn nếu chúng ta cầm thì chúng ta sẽ bị lỗ rất là nặng. Bởi vì cổ phiếu đã bị mất vùng 1 ở đây là vùng 14. Về 13 mất vùng 13 thì như vậy là nó sẽ về rất là sâu ở dưới này, như vậy sẽ còn còn một cái mức giảm tương đối mạnh đối với cổ phiếu STB, nên các anh chị cũng lưu ý giúp Hùng. Cổ phiếu VIB thì vẫn đang là một cái mã cổ phiếu tương đối là khỏe, thì không biết ở thời điểm hiện tại thì Hùng cũng chưa đoán được cái ý đồ tạo lập của VIB ở đây. Nói chung là cái đỉnh của nó là vùng 34. Đỉnh của nó ở vùng 34 và hiện và cái giá hỗ trợ ở vùng 31.5 thì gần như 2 tuần thì gần như cổ phiếu không có phá. Thì có hai chăng là có thể có một cái ý đồ kéo nhẹ nhẹ lên đây một tí nữa để phân phối. Có thể là như vậy, có thể là như vậy. Thì con đoạn này thì ta cũng không 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 nên chơi nữa, bởi vì là nó chúng ta đã phân tích VIB một cái nhịp lên ở bên này rồi. Cổ phiếu SHB rồi, SHB đây. SHB có khuyến nghị mua và cái vùng ở đâu đó khoảng vùng 15.8, và đến thời điểm hiện tại là vùng 15, như vậy là đang bị 15.4, như vậy là đang bị lỗ mất 0.4. Đối với SHB khi bị mất mốc này thì đây vùng 15, nói chung là hiện tại thì SHB sẽ có những cái điểm mà test lại cung cầu ở quanh vùng 15, quanh vùng 15 này, và ông sẽ chờ một cái phiên nào đó mà có những cái tín hiệu cầu mà chúng ta xác nhận thì chúng ta có thể mua lại hoặc là mua bổ sung thêm đối với cổ phiếu SHB. Cổ phiếu rồi BBB các anh chị. BBB ngày hôm nay là khuyến nghị bắt lại. BBB ngày hôm nay khuyến nghị bắt lại rồi. Ổn rồi. Vùng hỗ trợ quay trở lại của BBB ở vùng 11.5 đến vùng 12. Đây là vùng mà các tài khoản của chúng ta đang có BBB thì chúng ta sẽ canh, chúng ta mua lại để chúng ta đảo hàng, bởi vì có một số các tài khoản là mua ở vùng 13, 12.5 đến vùng 13 ở trên này thì chúng ta sẽ cầm lại rồi, đúng không ạ? Chúng ta cầm lại đúng như lời của Hùng là cầm lại hết thứ sáu, có bán thì chúng ta hay bán. Và chúng ta cầm lại rồi thì bây giờ là chúng ta sẽ chờ những cái tín hiệu kỹ thuật tạo nền đây, và có một phiên giao dịch khoảng tầm từ 2 đến 3 triệu cổ phiếu, bắt đầu có cái lực cầu ăn lên mạnh và giá của BVB vượt thoát vùng 12. Bởi vì trong cái phân tích của Hùng đó là kênh trung hạn thì nó sẽ bắt nguồn từ vùng giá 12. Đó, kênh trung hạn của BBB. Nói chung là khi và bản thân thì trong những cái nhịp phân tích mà mặc dù là Hùng có phân tích ở vùng 10.5, nhưng mà khi Hùng có nói với các anh chị là khi nào mà BBB vượt thoát được vùng 12 thì khi đó chúng ta mới xây dựng target. Đó thì trong trong cái nhịp này thì nó vượt thoát vùng 12 và đang kỳ vọng là đánh về vùng 15. Thì em mới lên được gần vùng 14 chấm mấy này, 14.3 gì trong phiên này.
sau đó thì bị chỉnh giảm theo thị trường. Rồi, mã cổ phiếu chứng khoán VCI ngày hôm nay. Ở VCI thì ngày hôm nay cũng đã khuyến nghị mua, bắt lại. Và bắt xong thì nó cũng tăng tương đối là ổn định. Bởi vì sao? Bởi vì cũng đang nhìn thấy cái tín hiệu dòng tiền á, thì cái đường cong nó sẽ nuột nà hơn một tí. Đó, thì đang dự kiến là như thế này, nó đi về đây và sau đó nó lượn lượn và sau đó nó sẽ hoàn mình sang bên này. Thì đấy cũng là thời điểm mà chúng ta bắt lại VCI để chúng ta, thứ nhất là các tài khoản mà đánh mới thì chúng ta đánh T cộng, các tài khoản mà đang cầm nắm thì chúng ta có thể đảo hàng. Bởi vì là ví dụ những anh chị nào mà nhỡ mua ở cái vùng 40 chẳng hạn, bởi vì vùng 40 là vùng giá mục tiêu các anh chị nhé, vùng giá 40 là vùng giá chốt lãi đó, thì sau đó thì nó sẽ có những cái nhịp chỉnh giảm lại, thì cũng đã dò tìm lại cái vùng của nó, kỹ thuật ở đây khoảng vùng 35 đến vùng 36, và trong tuần thì nó có một cái điểm nó sâu hơn một tí ở vùng 34. Tuy nhiên là những cái điểm này thì cũng đang nằm trong cái gọi là quỹ đạo, nó khá là ổn định. Thế vậy nên là VCI đã hồi phục lại ở đây. Cổ phiếu HTM ở đây rồi, HTM thì nó sẽ như nào? Trong một cái kịch bản mà chúng ta phân tích từ vùng 20 thì vùng giá mục tiêu của HTM đi về vùng 24 và đỉnh cao nó đạt nhất được là vùng 23.45, tức là nó còn cách vạch vạch đích khoảng 0.6. Thì sau đó thì cổ phiếu này có những điểm test, và những điểm test đó thì nó không được phép gãy 22, còn khi gãy 22 thì về cơ bản nó là xấu. Gãy 22 thì về cơ bản nó là xấu. Và đây là những cái phiên mà HTM có những phiên kéo lên và không giữ được cầu và đã bị mất cầu, và cái tín hiệu mà bắt đầu của HTM bắt đầu có những cái tín hiệu đi xuống trên đường MACD, cũng như tên tín hiệu dòng tiền cũng trên như các cái chỉ báo kỹ thuật khác, thì bắt đầu đến từ cái phiên ngày 21 tháng 10. Khi đó thì HTM đã không giữ được cái nhịp ở vùng 23 và bị bán mạnh về vùng 22, thì đây là một phiên giảm rất là mạnh, dẫn đến những cái yếu tố kỹ thuật của HTM đã bắt đầu chuyển cái cục diện từ phiên này. Trong ngắn hạn thì HTM sẽ có những cái điểm test lại ở đây, đó là vùng 19.5 đến vùng 20, và cũng sẽ dò tìm lại cái vùng tạo đáy của HTM ở đây, và khi nào tạo đáy xong, xác nhận xong thì chúng ta sẽ có những cái khuyến nghị để chúng ta mua. Đối với SSI thì cũng hoàn toàn tương tự như HCM. SSI là cũng chưa có khuyến nghị mua thêm, còn HCM là có khuyến nghị mua thêm. SSI ở cái vùng 18, và chúng ta thấy rằng cái nhịp đi ngang đi ngửa vùng 18, chính vì vậy nên là chỉ có khuyến nghị là canh để chúng ta chốt thôi. Và SSI bị mất cái mốc ở đây là mốc 17.5, thì thường là cổ phiếu sẽ có những cái điểm rơi kỹ thuật về lại những cái vùng nó hỗ trợ ở sâu hơn ở dưới này, thì đây nó chạm vùng 16.5 đấy các anh chị. Đó, 16.5, 16 đến 16.5. Nôm na là SSI cũng sẽ có những cái điểm test tích lũy ở quanh cái vùng này. Hôm nay cũng có một điểm test sâu xong nó kéo lên ở phiên ATC, nhưng mà cái điểm kéo lên này thì hùng đánh giá nó không thực sự là nó không 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 mang cái tính chất chung của toàn thị trường các anh chị. Nó về cái gì nó mang một cái tính chất chung thì nó mới bền. Đó, chứ còn những cái phiên đột phá đột biến thì những cái phiên đấy là phiên nhiễu của thị trường, kể cả bán mạnh hoặc là tăng mạnh thì đều là phiên nhiễu hết. Cổ phiếu SHS ở đây là không được gãy vùng 13.2, và thực tế thì phiên ngày thứ hai bắt đầu có tín hiệu vi phạm, và phiên ngày thứ ba thì em ấy đã bị đẩy bán, và kết cục thì nó như vậy thôi, nó không có gì cả, nó sẽ về lại cái vùng hỗ trợ ở đây 11.6 đến vùng 12, chính là cái vùng hỗ trợ của nó bên này trong một cái nhịp phân tích ở đây. Tức là khi chạm về vùng này đó, không gãy vùng 11.6 ở đây thì chúng ta tiếp tục có một hành trình đi lên. Nó vượt thoát vùng ở đây 12.5 sẽ có những điểm test cung, không gãy 12.5 thì mục tiêu đi về vùng 14 và trong cái mục tiêu này thì đi xa nhất được gần về vùng 14. Cổ phiếu chứng khoán nữa là CTS. CTS thì hiện tại là đang có những cái nhịp test về khoảng vùng 7. Đang có những cái điểm test lại về vùng 7. Bởi vì sao? Bởi vì trong nhịp phân tích ở đây thì chúng ta đang tìm cái vùng hỗ trợ của nó 7.3. Trong cái biên kỹ thuật và cái câu chuyện của CTS thì nó cũng nằm chung, ngoài đó là cái phiên ngày thứ hai thì đã bị giảm và không giữ được cái biên trên của cái biên tích lũy ở vùng 7.5. Nó sẽ có những cái điểm tích lũy nó sâu hơn. MBS cũng tương tự như vậy, nhưng mà MBS thì nó tích
cực hơn, đó là phiên kết tuần thì nó đã lấy lại được vùng 10.5. Ở trên góc độ kỹ thuật đó, khi mà cổ phiếu này bị mất vùng 10.5 thì thường nó sẽ 10.5. 10.5 thì nó sẽ có những cái điểm test kỹ thuật lại sâu hơn ở đâu đó khoảng vùng 10. Ở khoảng vùng 10 ở đây, vùng 10 đến vùng 10 chấm 10 đến khoảng vùng 10.2. Và hiện tại thì tín hiệu dòng tiền cắm đầu và một số các tín hiệu khác thì nó cũng sẽ chưa chưa thể hiện được cái lực đi lên, và MBS sẽ có những phiên test cung tích lũy thêm ở vùng 9, vùng 10 đến vùng 10.2 anh chị. Rồi chúng ta sẽ đi điểm qua một số các mã cổ phiếu của nhóm ngành thép HPG. Anh chị trông uống ngụm nước. Cả tuần vừa rồi vừa vừa chuẩn bị cho chương trình hành trình về miền Trung, là đặt hàng rồi tất cả mọi cái kế hoạch, cùng với đó thì cũng vừa phân tích thị trường, và thêm một phần nữa thì chịu một cái áp lực tương đối lớn về tình cảm của tất cả những anh chị em cộng đồng nhà đầu tư gửi về cho Hồng Lê, và Hồng Lê là người sẽ mang cái tình cảm đó đến với đồng bào miền Trung. Chính vì vậy nên là cũng khá là áp lực, đêm nằm rất là trăn trở và mất ngủ, nói chung là như vậy, và cũng mong là sẽ sớm hoàn thành cái hành trình này và sẽ có những cái báo cáo, sẽ có những cái báo cáo tổng kết trong một cái video phần 3 hành trình về miền Trung thân yêu của chúng ta. Rồi đối với Hòa Phát thì bây giờ sau khi mà Hòa Phát vượt thoát vùng 30 kéo đến vùng 32 thì cũng đã có những cái điểm nhấn về kỹ thuật ở đây, đó là xu hướng cao là cổ phiếu này nó sẽ có những điểm test cung lại ở vùng 30, sau đó nó mới kéo. Thì cả một tuần là Hòa Phát giao dịch khá là tích cực, tuy nhiên là cũng không thể tránh khỏi được cái điểm nhấn kỹ thuật ở vùng 30, và hiện tại thì đang đóng cửa đâu đó khoảng vùng 30.55 à, 30.55. Nhìn ở trên tín hiệu dòng tiền cũng như các cái chỉ báo kỹ thuật khác á, thì Hòa Phát nó cũng sẽ có thêm một đến hai cái nhịp test nữa. Các cái nhịp test nữa thì có thể nó sẽ nằm ở trong cái biên từ 30 đến khoảng đây, những cái biên đây là biên 31, 30.7. 30.7 đến biên 30, đây là những cái biên mà Hòa Phát sẽ test ở trong cái biên này, và khi mà có một cái lực cầu thực sự mạnh khoảng tầm trên 20 triệu, 30 triệu cổ phiếu khớp lệnh và kéo Hòa Phát vượt thoát cái vùng 30.7 thì đấy là cái tín hiệu mà xác nhận Hòa Phát tiếp tục hồi. Cổ phiếu Hoa Sen thì hiện tại là chưa có gì đột biến, vẫn là một cái vùng biên. Vùng có nói với các anh chị rồi, đó là vùng 16 và vùng hỗ trợ đây là vùng 14.5. Em ấy vẫn đang đi ngang ở trong cái biên này, và đi như thế này thì chúng ta sẽ chờ. Đó, chúng ta sẽ chờ. NKG Nam Kim. Nam Kim trong kịch bản phân tích kỹ thuật, tức là cái lúc mà Nam Kim ở đây này, Nam Kim ở đây này, thì chúng ta đã đưa ra một cái kịch bản là nó vòm thế này và để nó đi lên. Đó, và trên thực tế thì đây là những cái điều đã xảy ra trong tương lai, tức là khi Hùng phân tích ở đây thì nó đây là những cái điều xảy ra trong tương lai, và cái vòm này thì nó đã bị thất thủ ở phiên ngày thứ hai, phiên ngày thứ hai của thị trường, à không xin lỗi cả nhà, phiên ngày thứ tư, khi mà cái vòm này nó bị vi phạm ở đây, đó là nó bị mất cái điểm vòm ở đây, tức là mất cái điểm 8.5. Thì thường là cổ phiếu nó sẽ có cái xu hướng test lại vùng 8 đấy, cái vùng hỗ trợ gần nhất, thì đây là một phiên test 8 này, phiên này là rơi, tức là lên đến vùng 8.5, không không giữ được thì lại rơi lại 8. Thì trên góc độ kỹ thuật ngắn hạn là chúng ta tuyệt đối chúng ta không nên bắt đáy, và chúng ta sẽ chờ để xem là ông xây ở nền 8 đây xem. Đó, nền 8 này xây ổn định, lực cầu ổn định, tất cả kỹ thuật ổn định đi lên thì lúc đó chúng ta bắt lại, còn nếu mà lực lực 8 này mà các anh chị bắt mà không cẩn thận tự dưng nó lại tòm thêm một cái nữa thế này thì thế nên là có nghĩa là lỗ gồng lỗ. Đó. Đó, ok anh chị nhá. Cổ phiếu TLH. TLH thì là một cái mã cổ phiếu mà ông đang chờ ở cái góc độ 3.6 ở đây, ở trong một cái kênh xu thế trung hạn. Bởi vì chúng ta sẽ nhìn ở trên trend tuần, Hùng thì Hùng sẽ có khi mà cổ phiếu nó có những cái điểm mà chúng ta đánh những cái trend dài ấy, thì Hùng đã nhìn ở trên cái trend tuần là chủ đạo, không nhìn ở trên trend ngày. Và hiện tại thì em này đang ngập, gọi là đang đang bơi ở quanh cái vùng khá là đẹp, nói chung là vùng 3.8 này,
vẫn kỳ vọng ở vùng 3.6, nhưng mà sẽ có những cái vùng ở đây 3.6, 3.7, 3.8, ở vùng 4 thì ở những vùng này thì chúng ta có thể thăm dò dần dần. Và nói chung là TLH thì nếu nếu mua thì chúng ta sẽ cầm dài. Rồi bây giờ đã là 1 giờ 14 phút các anh chị nhé, và tất cả những mã cổ phiếu còn lại thì Hùng sẽ không phân tích, và bây giờ Hùng sẽ đi phân tích định lượng thị trường. Sẽ có một vài ý để trao đổi với tất cả các anh chị em của chúng ta trong cái kịch bản của VN Index trong tuần tới. Thì trước khi mà chúng ta đi đến những cái đó thì chúng ta có thể nhìn qua Dow Jones, đúng không? Dow Jones thì cái câu chuyện là các cái nhà phân tích là đang lo sợ một cái mô hình đáy V kép của chỉ số Dow Jones ở đây, tức là mô hình hai đỉnh, nôm na nó là như vậy. Tuy nhiên trên góc độ ngắn hạn thì Dow Jones lại rơi về cái vùng 26.000 điểm ở đây, thì sẽ là cái vùng hỗ trợ của chỉ số này. Thì rất có thể là từ cái vùng này thì chỉ số sẽ có những cái điểm phục hồi. Đó, kỳ vọng là như vậy, và chỉ số Dow Jones F cũng như vậy. Đó, chỉ số Dow Jones Future là phiên đây, phiên ngày hôm nay là nhúi phát xuống 26 rồi đang rút chân lên. Đó thì chúng ta sẽ có những kỳ vọng như vậy. Và chỉ số S&P 500 thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy, tức là các cái nhà phân tích là đang phân tích về cái mô hình hai đỉnh ở đây. Đó. Và đối với chỉ số S&P 500 á, thì nó sẽ đang có một cái vùng hỗ trợ ở đây này, vùng hỗ trợ này khá là đẹp đây này. Đó, vùng 3.200 điểm, 3.200 điểm. Ok. Thì về chỉ số chứng khoán Mỹ nó liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống, chính vì vậy nên nó sẽ có những cái biến động. Tuy nhiên nhìn trên những cái góc độ kỹ thuật thì chúng ta kỳ vọng đấy là những cái điểm mà các cái chỉ số đấy nó sẽ hồi phục trở lại. Đối với một số các cái chỉ báo của chứng khoán châu Á, ví dụ như Hang Seng, Shanghai, Copinex và Nikkei, thì nhìn chung là trong tuần thì các chỉ số này đều giảm các chị, đây ở đây và đều giảm. Tuy nhiên giảm rồi, đúng không? Giảm rồi thì nó lại chạm lại những cái đường đây, đấy chính là những cái đường hỗ trợ. Thì sang tuần giao dịch mới thì gần như chỉ số chứng khoán châu Á cũng bước vào những cái điểm hỗ trợ kỹ thuật rất là khỏe, rất là mạnh. Thì đấy là cái yếu tố về mặt tâm lý để giúp cho chúng ta kỳ vọng là thị trường của chúng ta cũng sẽ có những cái điểm tựa tâm lý như vậy. Rồi, còn trên cái góc độ phân tích sâu về kỹ thuật và thuần về kỹ thuật cũng như các nhóm ngành thì Hùng sẽ nói, Hùng sẽ có chia sẻ với các anh chị như sau. Ở trong phiên, vì sao mà Hùng nói đến cái câu chuyện là 5 phiên chỉnh thì đúng là như vậy, các anh chị có thể nhìn thấy 1, 2, 3, 4, đó, 5 phiên chỉnh. Và phiên ngày hôm nay thì cũng chỉnh tiêu xuống một phát và sau đó thì kéo lên. Thì cái câu chuyện là mình dự thôi, mình dự báo thôi các anh chị, chứ không có cái gì tài giỏi ở đây cả. Đó, Hùng quan sát thị trường lâu, Hùng nhìn nhiều thì Hùng có cái phản xạ như vậy, Hùng phản xạ dự báo như vậy. Chính vì vậy nên là kết thúc phiên thứ tư là bảo cầm, nó sẽ cầm và có bán thì bán sau phiên thứ sáu. Bởi vì đến cái phiên đó nó sẽ có một sự xác nhận nào đó, tức là có thể thị trường không còn cái gì nữa. Đó, về hết sóng thì lúc đó chúng ta chấp nhận là chúng ta bán. Còn lại là nếu như chúng ta bán ở phiên ngày thứ năm thì nó sẽ rất là dở. Bởi vì sao? Bởi vì là nó lưng chừng. Đó, và chúng ta phải bán. Bán khi nào? Khi thị trường đạt đỉnh, khi các chỉ số đạt đỉnh, đó là phiên ngày thứ hai, nó đạt đỉnh ở vùng 970. Đấy là cái vùng kháng cự mà chúng ta phân tích ở trong cái mốc M3. Thì đấy, những cái phiên đấy bán thì bán thoải mái. Đấy, còn những cái phiên mà nó đã rơi sâu rồi và trong một cái trạng thái hoảng loạn để phiên ngày hôm sau để chúng ta đặt lệnh để chúng ta bán tiếp thì đấy là một cái sự sai lầm. Đó. Thì trên góc độ kỹ thuật ngắn hạn của VN Index, chúng ta sẽ có những điểm test lại cung ở khoảng vùng 905 đến 915 điểm đối với chỉ số VN Index. Và trong phiên ngày hôm nay thì như vậy là hai phiên, ok, cái lực cầu nó bắt đầu giảm đi rồi, tức là cái lực bán nó bắt đầu ngớt đi rồi, đúng không ạ? Đó, chúng ta view nhỏ lại đi một tí tại vì là nó sẽ không nhìn thấy đó. Thì cái lực bán đã rơi về trung bình 21 phiên. Cùng với đó thì dòng tiền bắt đầu có những cái tín hiệu đi ngang, đó là cái tín hiệu mà nó hứa hẹn rằng là thị trường của chúng ta sẽ bắt đầu có những cái điểm. Cái quả bóng của chúng ta đang nằm ở đâu đây rồi, nó sẽ chậm dần ở quanh đây. Và trên cái góc độ mà chúng ta nhìn rộng hơn một tí ấy, thì vùng 885 điểm đến vùng 905 điểm đó là một cái vùng hỗ trợ kỹ thuật dài. Ở trong cái điều kiện trước khi mà thị trường đánh một cái nhịp phát lên đây thì đã có một cái biên tích lũy rất là dài ở đây. Thì cũng đấy là những cái yếu tố kỳ vọng ở trong tuần mới. Và cái mốc 900 điểm của VN Index đó là cái mốc hỗ trợ, có thể gọi là hỗ trợ cứng của thị trường ở trong thời điểm hiện tại. Và những cái điểm test cung cầu ở vùng 905 đến 915 điểm sẽ diễn ra trong phiên trong từ trong đối với chỉ số VN Index. Đối với chỉ số VN30
chỉ số VN30 thì nó sẽ có những cái mà nhìn nó sẽ rõ ràng hơn. Trong cái kịch bản Hùng phân tích, trong cái có 5 cái ý, 5 cái ý để chia sẻ với các anh chị em trong trong cái buổi tối, trong cái buổi tối ngày thứ tư sau một cái phiên chỉnh giảm lại, thì cái tọa độ của VN Index thì ở khoảng vùng 900, VN30 thì dự báo ở khoảng vùng 860, và sâu hơn thì khi đó thì chúng ta sẽ nói tiếp ở vùng 840, tức là những cái vùng sâu hơn ở dưới này. Thì nhìn ở trên cái góc độ về kỹ thuật đó, đó sau 5 phiên chỉnh giảm thì cái vùng tọa độ của VN30 nó đang rơi vào, và VN30 thì nó đẹp hơn. Đó là hai phiên ngày thứ 5 và phiên ngày thứ 6 nó rơi vào đúng cái biên, đúng cái biên M1. Tức là cái biên M1 này chính là cái biên mà khi mà trong cái quá trình mà chúng ta phân tích sóng lên ở dưới này, thì cái vùng 870 đến vùng 880 là vùng giá mục tiêu. Các anh chị có thể xem lại những cái bản tin cũ ở trước này. Đó, thì cái vùng này là vùng mục tiêu của chúng ta. Đó, khi mà Hùng phân tích một sóng lên vượt thoát vùng 840 thì chúng ta có vùng 870 đến vùng 880, thì nó đang rất là đẹp. Khi nó rơi về đến vùng này thì nó đã có hai cây nến rút chân ở đây. Đấy là một tín hiệu rất là tuyệt vời của VN30. Thì trong thị trường trong tuần tới thì Hùng Lê kỳ vọng là cái biên 870 điểm sẽ là cái biên mà VN30 sẽ là cái vùng mà VN30 sẽ có những điểm nhấn kỹ thuật ở trên cái vùng này, không gãy vùng này các anh chị nhé, cái vùng đỡ. Đó, cái vùng đỡ của thị trường này rất là quan trọng, và kỳ vọng là nó sẽ ở trên cái này, và sau đó thì nó sẽ có những cái tín hiệu tạo nền của các cái chỉ báo kỹ thuật, và cùng với đó thì mình sẽ quan sát các cái nhóm này. Rồi, đối với chỉ số VN30 F1M thì nó cũng hoàn toàn tương tự như VN30, đó là nó rơi đúng về cái vùng M1. Đó, thì trong cái điểm mà phân tích một cái trend long của phái sinh thì cũng có đề cập đến trong cái trend long đó, thì chúng ta có cái vùng M1, đó là vùng 870 đến vùng 880. Thì VN30 cũng như vậy, hai phiên nó rơi về đây, và bây giờ cái vùng 870 vùng 880 sẽ trở thành một cái bệ đỡ rất là vững chắc của cả VN30 và VN30 F1M. Thì thường là hai chỉ số này thì Hùng Lê sẽ phân tích song trùng với nhau. Và đối với chỉ số phái sinh thì Hùng sẽ nhìn ở trên M5. Các anh chị có thể nhìn trên M15 tùy từng anh chị, hoặc là M1. Thì Hùng sẽ nhìn ở trên M1 và trên M5, đấy là hai cái M mà Hùng hay nhìn nhất. Thì cái cục diện của phái sinh đến từ vùng ở đây, khi phái sinh đạt cái mắc của chúng ta đó là vùng 945 đến vùng 950 điểm thì liên tục giảm, và đến thời điểm hiện tại trong cái phiên ngày hôm nay thì Hùng nói rất nhiều đến cái vùng 890 đến vùng 895 điểm, 890 đến vùng 895 điểm. Để xem lại trên cái 890 đến 895 điểm. Ok, 890, 895 điểm. Rồi. Và trên đây Hùng có thể gõ này, 895 điểm. Nhiều lắm. 11 giờ, 12 giờ. Đó, nói chung là cái mốc này thì tại vì sao Hùng lại nói ở cái mốc này, thì chúng ta sẽ nói ở trên M5. Trong cái thời điểm hiện tại, một phần là vì sao, một phần là cái vùng hỗ trợ 880 đến vùng 870 trên cái trend ngày ở đây, đó là cái vùng mà khi mà phái sinh rơi chạm lại cái vùng hỗ trợ mạnh ở đây thì chúng ta sẽ nói đến cái kịch bản đó, nói đến cái vùng hỗ trợ đây, và sau đó thì chúng ta sẽ chuyển thể nó trên một cái trend đó, trên một trend thấp hơn. Thì Hùng nhận thấy rằng là dự báo về cái việc tạo nền của phái sinh, dự báo về nền, việc tạo nền phái sinh, và cái vùng rất quan trọng ở vùng 890 điểm đến 895 điểm, đó là vùng xoay chiều của phái sinh. Thì vùng xoay chiều của phái sinh được hiểu như thế nào, tức là có thể sang tuần tới, cái này là dự báo anh chị nhá, không ai tài không ai giỏi gì cả, nhưng ở với những cái góc nhìn kỹ thuật cùng thì hôm nay tạo gap rồi thì rất có thể là em ấy sẽ oằn một phát như này nữa đó, có thể những cái điểm sọt ở đây nữa, và cái vùng đệm 870 đến vùng 880 điểm đây, cái vùng này đó sẽ là cái vùng mà bệ đỡ của VN30, VN phái của phái sinh, và cái vùng này nó sẽ oằn là bàn ở đây. Và hy vọng là sau cái chuyến hành trình mà của chúng ta xong thì phái sinh nó sẽ vượt thoát vùng 895, và cái điểm nhấn kỹ thuật nó sẽ đi ra, vượt ra khỏi được cái biên 905 điểm ở đây. Đó, khi mà phái sinh vượt thoát được cái biên 905 điểm với một cái lực long mạnh thì lúc đó là lúc mà chúng ta hoàn toàn có thể mở vị thế mua. Bởi vì như vậy là phái sinh đã bẻ xong cái trend kỹ thuật long quay trở lại,
đó, và như vậy lại lại vui thôi đó, mọi thứ nó lại vui. Rồi cơ bản như vậy các anh chị nhá. Như vậy là Hùng đã phân tích xong một số các cái nhóm ngành cơ bản về và có một vài các cái phân tích dự báo về thị trường ở trong tuần mới. Các mã cổ phiếu khác chưa được phân tích đó, chưa được phân tích, chưa được đánh giá thì các anh chị có thể comment. Tuy nhiên trong tuần tới là tuần mà Hùng sẽ đi cùng với đoàn tình nguyện sẽ đi vào Quảng Trị, chính vì vậy nên là cái nó sẽ có vào đến trong đó thì Hùng không có thể mang theo được các cái thiết bị có thể theo dõi được thị trường, và cái công việc chủ yếu ở trong tuần 3 cái ngày, tức là 3 ngày đầu tuần, thậm chí là đến thứ tư, thì chủ đạo là chúng ta sẽ gửi chọn cái niềm tin, gửi chọn cái tình cảm, gửi chọn tất cả những cái sự chia sẻ chung tay của cộng đồng, của các anh chị em đã gửi về cho chương trình Hành trình về miền Trung thân yêu của chúng ta, và thông qua ban tổ chức, thông qua Hùng Lê, thông qua những anh chị em tình nguyện ở trong đoàn sẽ mang những cái phần quà, những cái tấm lòng ý nghĩa của các anh chị đến với đồng bào miền Trung. Và chiều nay thì Hùng có một cái clip ngắn để chia sẻ với các anh chị là tất cả mọi thứ thì đã sẵn sàng, đã xong, và mọi thứ thì đã sẵn sàng hết rồi. Và ở trong buổi tối ngày hôm nay thì Hùng Lê cũng cố gắng làm một cái bản tin tuần ở trong góc độ ngắn gọn nhất, cô đọng nhất, xúc tích nhất để gửi đến các anh chị trước cái hành trình mà đoàn chuẩn bị xuất phát. Thì bây giờ là 9 giờ 15 phút, thì khoảng tầm độ 23 giờ, tức là 23 giờ tối nay thì Hùng cùng với các anh chị em trong đoàn tình nguyện từ phía Hà Nội sẽ đi vào Quảng Trị, và các anh chị từ Sài Gòn thì sẽ bay ra ở sân bay Huế, sau đó sẽ di chuyển từ Huế về Quảng Trị. Thì dự kiến là tối ngày mai thì cả đoàn sẽ hội ngộ tại thành phố Đông Hà, Quảng Trị. Đến sáng ngày mùng 1 thì sẽ sang những cái xe nhỏ, bởi vì là đường ở trong đó thì khả năng lên Hướng Hóa thì xe to sẽ không đi được, và sẽ sang những cái xe nhỏ, những cái xe bán tải và những cái xe con, hàng hóa sẽ được chất lên trên đó. Và các anh chị em tình nguyện tại chỗ, tức là ở trong đó thì có đội tình nguyện tại chỗ thì cũng đã ủng hộ ô tô, xe con đó các anh chị. Đó thì sẽ sang hàng và chúng ta sẽ cố gắng để chuyển tải đến được những cái người dân ở thực sự là khó khăn, và chuyển tải được cái tình cảm của cả cộng đồng chứng khoán Tiên Binh trên từng con sóng về với đồng bào miền Trung, về với tỉnh Quảng Trị, về với huyện Hướng Hóa, về với những bà con vùng lũ. Ok, thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả những anh chị em của chúng ta trong một tuần giao dịch mới và trong bản tin video tuần số 129. Thân ái và quyết thắng.